dung cơ bản nhất, đó là sự phát triển về mặt thể chất. Thể chất là gì ạ? Là sự cái như vậy trên cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Cân đong đo đếm được, nhìn thấy, đúng không? Hữu hình mà là thể chất. Một cái nữa gọi là tâm thần vận động. Ngày xưa khi mà cô học đi bốn, cô học cái bài này thì cổ hôn gia cho một thầy rất là đẹp trai. Dạ, cổ hôn nhi cũng đã từng có thầy. Bây giờ hiện tại chúng tôi là âm thịnh, không có dương luôn. Rồi ngày xưa là dương suy, xong nó suy luôn rồi. Không còn một mống đẹp trai nào nữa. Ngày xưa được tự hào là cổ hôn và trai sinh cái đẹp á. Đúng không? Ngày xưa mình cũng từng đẹp, tại cô cứ tân là gái, bây giờ bà rồi, rất đẹp rồi. Nên là hy vọng là sau này các bạn dạy con Nhi ấy, thì một bạn nam nào đó sẽ về bộ môn. Tôi là quen con nam lắm, không phải là vì mình thật sự là bộ môn rất thiếu nam. Thì cái thầy đẹp quá quá, cho nên là mãi ngắm thầy. Thế là chữ nó bay từ bên tay này nó bay qua tay khác. Và thật sự thì giao cho một người đàn ông dạy được cái bài như thế này á, thì nói thẳng ra là nó không hấp dẫn lắm. Tại vì sao ạ? Vì anh là người quan tâm con lên từng lạng, từng ký, từng cm. Bà mẹ đúng không? Nuôi con mà nó mập, nó đẹp thì có thể là công lao của nhà nội, công lao của bố nó. Nhưng mà nuôi con mà nó còi cọc, nó uống, nó đau, nó hèo, nó ạ, lỗi của anh ấy. Mẹ, đúng không ạ? Và tôi nuôi hai đứa con, đứa đầu cực kỳ khoa học luôn, đúng bài ép luôn á, và nhận được một cái câu là trời mẹ và bác sĩ nuôi con thì bị tiền đồng. Đứa con thứ hai của tôi nuôi theo kiểu thả rong, và thật sự bây giờ tôi trở thành hàng xóm thân thiện của con tôi, bởi vì nhà tôi gần sát nhà ngoại và con tôi nó đi về nó đi thẳng về trong nhà ngoại. Họ nói là ai à, con là con của ai, thì nó kêu là con của mợ ba. Mợ nó kêu là mẹ con này chứ không phải là mợ đâu, mà là không, mợ ba đẻ em ra mà em là con của mợ ba, còn mẹ đây á là mẹ của anh con thôi. Và con tôi nó từ chối sự con ba, đúng rồi, con ba đẻ và con ba. Bởi vì thực sự là mình chả nuôi lông nuôi thả mà, cho nên là tôi quan được trai, tôi quan ăn được bao nhiêu ăn, không ép nữa. Em dầu em mở em nở em ăn, không ăn không ép nữa, hàng đầu để ép. Và hậu quả là gì? Ở nó đang thường cơ của mày, không phải con gái của mình, đúng không ạ? Các bạn thấy rằng là để cho một người đàn ông mà quan tâm đến từng bước đi của đứa con thì anh ta cũng thuộc trạng hơi bị hiếm. Cái thành phần gà trống nuôi con từ ngày xưa thì nó cũng được tôn lên rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng ngày nay thì nhìn qua nhìn lại thì cũng chắc lưỡi. Tôi mạnh dạn nhận dạy các bạn vào ngày thứ bảy chủ nhật mà không dạy online. Tôi không thích dạy online thế nào hết. Thứ nhất là các bạn không thấy được bộ mặt của tôi, đúng không ạ? Cái thứ hai thì tôi không thấy được vào ánh mắt của các bạn. Thường thường con người của chúng ta giao lưu với nhau á, cái đầu tiên đó là body language, đúng không? Để nhìn vào mắt nhau. Các bạn nữ nếu một điều đó này, nếu mà một cái anh nào nói yêu mình đi mà không nhìn vào mắt mình, đúng không ạ? Và nói qua điện thoại, nói qua tin nhắn, thằng nào tệ quá đó tin nhắn là ngay lập tức chặn số nha. Còn đang chat video call đó mà bảo anh yêu em cũng từ chối ngay. Bởi vì sao ạ? Anh nói anh không có giao lưu trực tiếp với mình, không nhìn vào mắt của mình, đúng không ạ? Không thể hiện cái sự tình yêu qua body language. Bỏ, anh không đủ dũng cảm để nói được yêu mình thì chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ bị đá vào một tin nhắn của mình, chia tay nhau đi, đúng không? Cho nên là tôi rất thích giao lưu với các bạn ở đây. Anh nhìn vào mắt bạn với bạn tôi còn biết cái này nó nắm được bài của mình không nè, đúng không? Thấy bài của mình hot không, hấp dẫn không? Và bạn nào dở người sau mình rút kinh nghiệm mình sửa. Thường thường tôi thường sửa bài, rất là sửa rất là nhiều, của lâu chuẩn bị đi dạy này mình sửa hết, cập nhật lại và mình xem lại là mình có dạy bài này có thể nó hay không để sinh viên mình nhớ. Vì thực sự đây là một bài cực kỳ nhàn nhạt. Tôi nói với các bạn các trưởng là đó là liên hệ với mình thì tôi bảo em ơi em chưa học nhiều rồi sao em đi không sẽ
hệ thần kinh. Đọc xong cái mình cũng thần kinh luôn, đúng không? Đặc điểm hệ tuần hoàn, đặc điểm máu, đặc điểm hệ hô hấp, đặc điểm. Xong mình quay lại đậu ngày xưa mình học mô phôi, có liên hệ với mô mô phôi không? Có đặt trong quá trình học bài có liên hệ với mô mô phôi đã được học không? Không thể nào luôn. À, xong có học bài tiêu chảy thì có liên hệ với bài môn sinh lý bệnh đã được học không? Đó. Tính ra là những cái bài bệnh học dạy dễ, sinh viên học cũng dễ. Bởi vì sao? Cái trước mắt của các em, con người cái bài mà đặc điểm cái thể loại như thế này cực kỳ khó chịu. Vậy thì trong sách chúng ta sẽ đọc thêm. Còn hôm nay trong cái khuôn khổ bài của mình thì cô sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm trong quá trình nuôi con của cô, đúng không ạ? Và để áp dụng trong cái phần này để chúng ta đánh giá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái chuyện đầu tiên ha, đó là để con ấy thì không phải là người lớn không nhỏ. Cái câu này thì các bạn sẽ được nghe rất nhiều lần trong quá trình học. Không phải là chúng ta thu hết tất cả mọi thứ của chúng ta lại, đúng không ạ? Về mặt cân đo ra đến thì sẽ ra một đứa trẻ con. Vì trẻ con là một tờ giấy trắng, cần phải có cái sự chăm bón, đúng không ạ? Dạy dỗ khác nhau thì mỗi một cái đứa trẻ nó sẽ lớn lên và nó sẽ thay đổi thành một cái cá thể khác nhau. Vậy thì một cái sự trong một trong những cái đặc điểm của đứa trẻ thì đó là tăng trưởng, là một cái điều tự nhiên, đúng không? Trước sau gì cũng lớn. Giống như bây giờ có một cái câu phát triển là ai rồi thì cũng sẽ mắc COVID thôi, ai rồi cũng sẽ không thôi. Đã biết vậy thôi thì ta đi học gặp nhau không? Đúng không ạ? Chứ mình xui gì vậy? Đúng không? Một ngày trời nào đó tôi xui thì tôi cũng cái không thôi. Mình tìm sở thì kinh nghiệm vài lần ít một rồi. Và cũng được nuôi đẻ ít một là trong nhà thôi. Chứ chả sao cả. À, vậy thì ai mà cũng lớn để ông bà chúng ta có một cái câu là gì? Có đầu có đuôi, nuôi lo cũng lớn, đúng không? Vậy chắc chắn là chỉ cần như vậy đó mất. À, nó không chết, nó khi nào chết là nhưng mà chắc chắn sẽ lớn, không ai mà biến mãi được. Thắng giống cũng có ngày lớn lên, phải không các bạn? Vậy thì đây là một cái việc mà đó là đương nhiên, tăng trưởng đó là đương nhiên. Vậy thì chúng ta sẽ quan niệm về tăng trưởng và phát triển như thế này, đúng không ạ? Thế nào là tăng trưởng, thế nào là phát triển? Để nói nôm na là thế này, tăng trưởng chính là sự phân chia của các cái tế bào, đúng không ạ? Các tế bào của chúng ta lớn lên về mặt số lượng, kích thước, phân chia ra thì đó gọi là sự tăng trưởng. Nói về cơ thể con người thì chúng ta đang cao lên, đúng không ạ? Bự hơn, cân nặng nó nhiều hơn, đấy chưa? Vậy thì thay đổi về tầm vóc, nói chung là như thế. Còn về phát triển thì đó là sự thay đổi về mặt chất lượng, hoàn thiện về các cái hình thái, hoàn thiện về các cái chức năng của cơ quan, bộ phận. Và khi nào mà nó hoàn thiện hết tất cả mọi thứ thì chúng ta được gọi là phát triển xong, đúng không ạ? Vậy thì cái quá trình tăng trưởng của một đứa trẻ và phát triển của một đứa trẻ thì nó sẽ bắt đầu ngay từ khi trứng được thụ tinh cho đến khi chúng ta hoàn toàn trưởng thành. Vậy câu hỏi là khi nào chúng ta được xem là mình trưởng thành, phải không? Khi nào ta lớn? Ngày xưa tôi đi chấm thi, tôi mới nhớ một đoạn là khi nào thì câu hỏi, các câu hỏi thi online và thằng copy là em hãy định nghĩa thời kỳ sơ sinh và thế nào là trẻ sơ sinh độ tháng. Thì tôi rất là buồn cười là có một cái đoạn là giai đoạn sơ sinh, thì có một bạn sinh viên viết là giai đoạn sơ sinh là khi chúng ta còn đang biết bú và còn đang khóc. Đấy, nó làm tôi buồn cười quá. Xong rồi tôi có một cái nhóm Messenger Facebook ở trên lớp ngày xưa lớp đại học á. Thì sau khi chia tay là có cái hội đó, có việc gì thì tôi cũng tôn trưởng lên mình cũng rạng rỡ, có việc gì này tôn trưởng lên là ngày hôm nay ta đi chấm thi sinh viên định nghĩa thời kỳ sơ sinh là khi trẻ còn biết bố mẹ đang biết khóc.
thì có một anh bạn nhắn vô bảo ối bạn vẫn chưa hết thần kỳ sơn sinh thì ta vẫn học thiền bố giảm qua cái chỉ độ đối tượng bố rồi. Ôi sao một kỳ vậy cơ, đúng không ạ? Vậy thì khi nào là trưởng thành, khi nào là lớn, đó là một cái câu hỏi mà rất là nhiều cái tranh cãi. Nhưng mà về mặt sinh học nói chung thì chúng ta sẽ dừng tất cả các sự phát triển của tất cả các cơ quan bộ phận không lớn nữa, đúng không? Tầm cỡ 25 tuổi, 25 tuổi đó là chín chắn nhất đấy. À, là hệ thần kinh chúng ta không phát triển nữa. Hệ thần kinh là một trong những cái cơ quan phát triển sớm nhất, nhưng đồng thời nó hình thành sớm nhất nhưng mà nó chạy trong một khoảng thời gian rất là dài để dừng lại. 22 tuổi thì chúng ta dừng tăng trưởng về cơ thể, cho nên nó không lớn hơn, không cao hơn cũng nữa. À, ít như bạn nào mà sau 22 tuổi mà còn cao rồi thì chắc có thể phải xem lại các cái hóc môn và thiếu yên này nọ. À, nhưng mà về sự trưởng thành hoàn thiện thần thần kinh thì khoảng ở 25 tuổi. Con của tôi á, thì con bé này nhỏ 3 tuổi của tôi á, lúc mà nó ưng cái gì nó nhặn nhẽo á thì nó sẽ lấy là em còn là em bé mà, đúng không ạ? Đã lấy cớ, đã lấy cớ. Nhưng mà khi bắt đầu lấy cái chuyện nó con là con không biết như con được thế này, con được thế kia thì ngay lập tức nó cảm thấy đã lớn rồi mà. Thằng cô nhỏ của tôi thì đó anh hai đó là 11 tuổi, thì bắt đầu đến cái tuổi rồi bắt đầu là chuẩn đi để thầy là vợ ông dẫn thằng. Ngày xưa là rất quấn quýt với mẹ, rất lâu lâu tôi về tôi vẫn ôm, nói chung là tôi rất thích kinh xin ôm rồi hôn rồi này kia các kiểu, nó đâu tỏ tất cả tí. Thì ngày xưa anh cũng để cho mình rờ rờ tí đó, nhưng bây giờ đúng không ạ, không chịu. À, học lớp ba là bắt đầu nó mới rờ rờ mông nó bổ bổ đi cho nó có vùng nhạy cảm của con. Giờ cái vùng nhạy cảm của con là cái vùng nào, là cái mông của con á, đúng không ạ? Nhưng ngày xưa thôi á, cứ phải rút một nách, rút một người, sợ tin, sợ đồ các thể loại, cũng phải nói chứ. Bây giờ lớn rồi, không có muốn thì mẹ lo mó nữa. Và lúc đó nó sẽ là phải có lớn rồi, mẹ đừng như vậy, đúng không? Cái xấu hổ rồi, có yêu từ lúc nào lớp 2. Chia tay ngay sau đó một tháng. Nói hôm nay chúng ta chia ra ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên là cái di truyền là chúng ta chuyển của chúng ta, đúng không ạ? Có những cái bạn mà đã có nó khỏe từ trong trứng phải ra, nhưng có những bạn thì yếu ớt, đúng không ạ? Mắc bệnh này nọ hay bị bệnh tật này nọ thì nó là yếu tố di truyền. Nếu như quy định đấy, như quy định về yếu tố gen chẳng hạn thì con gái bây giờ cũng sẽ nhỏ nhắn hơn, đúng không ạ? Yếu ớt hơn trai, trai thì sẽ cao hơn, mau khỏe, cân nặng này kia nhiều hơn con gái. Tùy cái đại phát triển của các bạn có thể ngẫm lại là phải cái giai đoạn cấp 1 ấy, thì bây giờ con gái trội hơn con trai, nhưng mà bắt đầu qua khoảng lớp 8, lớp 9 rồi đi thì con trai sẽ bắt đầu phát triển là trội hơn con gái, và hầu như là người cái năm lớp 3 thì các bạn nam mà da to bự hơn, đúng không ạ? Đó là cái về gen, về di truyền. Rồi gì nữa, có những cái bạn tự mình thì gọi là hy sinh đời bố phụ cố đời con, thì tôi là hy sinh đời má phụ cố đời con, bởi vì cân nặng chiều cao, cân nặng của mình thì có thể phát triển được tốt, nhưng chiều cao thì hơi bị khiêm tốn, có 1m52 thôi. Thế thì phải lừa được một anh chồng cao 1m7 trở lên để mai mốt con mình nó cũng cao khoảng cỡ 1m6 nhá, đúng không ạ? Kiếm ăn mà thương lương thì mai mốt của tôi nên bây giờ cho góp bản thân mà lượng lờ thì chồng đi bên cạnh nó cũng ngại. Thế còn bây giờ mình là có đô nhét cỡ 10 phân trở lên đi với chồng cũng rất là tự tin, ở trong cao mà, phải không ạ? Tầm nhìn nó ở trên cao nó cũng đỡ được mình nhiều hơn chứ. Đấy, thế nên là cái yếu tố di truyền, con cao có bố mẹ mà cao to thì đứa con nó sẽ cao to. Ví dụ điển hình nhất, và biết đề tài của bộ môn nội không ạ?
đấy, hai đứa con của thầy tài thì nó đã bỡ con từ bé rồi, rất là con đấy, không thể nào chê bai được. Nhưng mà có những cái gia đình tự thấy bố nhỏ con mẹ cũng nhỏ luôn thì đương nhiên là em bé nó hơi bị lùn, hơi bị thấp. Thế cô Ngọc của bộ môn thôi, mỗi lần mà gặp nhau nói chuyện tán thêm, ngày xưa là bộ môn thì chỉ có một mình tôi là có con, nên là nói chuyện về con cái thì mình cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng hôm nay là họ bộ môn là câu chuyện xoay quanh các đứa con. Thì cô Ngọc của môn tôi bảo trời ơi, cô nghĩ em nó bị lùn gì ạ, suốt ngày bảo em đi, em đi nó hay cân đông, nó lại nó có bị gì làm nó đi cân đông đông, bảo mày lại vừa không chị không khái niệm cân đông đông là gì chị em. Em bảo không, nhưng mà con đi nó lùn hơn. Mà bảo em cái gì chồng em đi, dân chồng em nó dài thế đúng không ạ, tay cái dài thế chắc chắn con đi nó không có bị lùn đâu mà lo, cứ yên tâm một ngày trời nó sẽ cao. Điều lớn thứ hai mà chúng ta nói đến chính là vai trò của xã hội. À, bây giờ thì đến giai đoạn vui già và nên chúng ta mỗi lần ở một là kể chuyện ngày xưa. À, và thật sự là đúng là những cái giai đoạn mà tôi sinh năm 1985 thì đất nước chưa đổi mới các bạn. Và không biết là có phải là chắc từ nhỏ mình nhớ được khá là nhiều nhưng bây giờ thì có bản chất là nhớ lâu thù dai không? Tôi vẫn còn nhớ là các cái bữa cơm gia đình của mình á, chị chỉ có ăn khoai lang luộc thôi đó. Chị ngọn khoai lang hết khoai lang luộc với rau khoai lang xào, lâu lâu mà được ăn một miếng mít mít thôi là cũng như nó hạnh phúc. Và đến sau khi những cái năm giải phóng, khi mà em tôi bắt đầu lớn ấy, thì các bạn biết là tôi vẫn có những giai đoạn là ăn chanh với lại cơm heo. Tức là ba mẹ tôi thì đi xin nước cơm heo mà vẫn còn cái giai đoạn là các gia sản xuất nhà nhà nuôi heo, người nuôi heo, cả xóm có mùi phân heo đấy. Thì tôi vẫn mình nhớ là ba mẹ mình đi xin nước cơm heo thì bố mẹ rất là có cái anh bạn bán làm chủ quán thì để riêng một cái thùng sạch sẽ và một cái phần thịt xương người ta ăn muốn bỏ mà còn dư thì chúng đó chú lượm riêng cái phần xương chú bỏ ra riêng ra cho một cái rất là thương mình như vậy thì cho một cái thau riêng, còn phần bún rồi rau trộn thì bỏ ra một cái thùng riêng. Và cái thùng mà được đựng xương riêng đó thì tôi vẫn còn nhớ là mẹ mình cuối ngày thì cái thùng đó đi khoảng buổi trưa là đi lấy thì bắt đầu là mẹ tôi đi dặn về và lấy cái thùng nước đó rồi khều được cái miếng thịt ra để được một cái dĩa, một cái dĩa thịt bột đấy gọi là ăn canh cơm của heo các bạn. Nhưng mà nó hạnh phúc lắm tại vì lâu lâu mới được ăn một miếng thịt như thế. Còn bây giờ thì sao ạ? Nếu như bây giờ các bạn thì sinh viên đói khổ nhưng mà các bạn tiếp cận được một bữa ăn có đạt dễ dàng hay không? Rất là dễ dàng đúng không ạ? Thậm chí có nhiều bạn mà ốm thì ốm đá, ớn rất nhiều thứ ở đâu sẽ quay ra. Thế bây giờ nuôi con như vậy à, lúc mà tôi còn bé thì nghĩ đến chuyện mà chỉ làm sao có cơm ăn là đủ luôn, ba mẹ đi làm về nấu bữa cơm là không có phải thúc chục, không phải thúc mớm gì hết á, nhà vô là ăn của không ngon, nhà đông con cũng hết đúng không các bạn, cộng thêm đi ăn trực của hàng xóm nữa thì nó ngon tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ các bà mẹ đi khám với con thì một trong những cái lý do mà nói với bác sĩ là bác sĩ ơi con em không biết ăn lắm, lười ăn lắm, có phải là do bà mẹ không đầu tư nấu ăn cho con không? Không phải đúng không ạ? Thời buổi bây giờ cái cả con trai tôi nó còn biết đường lên YouTube hoặc là lên TikTok nó mò tự nấu ăn, tự hào một cái là tôi đã đào tạo ra một tài khoản game và nâng cấp rất là ok luôn. 11 tuổi biết nấu ăn, đó là mình đi cỡ nào đi thoải mái về nhà là có sẵn cơm ngon canh ngọt, các thể loại trứng cơm là bữa đó còn làm món trứng lúc sấy cho mình ăn được cơ. Từ các bạn như giai đoạn ngày xưa tôi không được quyền thử nghiệm như vậy, là không có cái gì để coi. Cái thứ hai là trứng nó cũng quý nữa đúng không ạ, cháy một quả là ăn đòn tét cả mâm. Bây giờ con tôi mới đặt khoảng 2-3 quả hơn là chuyện bình thường, không sao cả. Cho nên rất là gì cái xã hội
của chúng ta phát triển. Nếu mà nói nhìn qua những cái bạn là đi du học ở nước ngoài, người ta quay review, đúng không ạ? Bây giờ thì con review rất nhiều, review của cuộc sống sinh viên tại Nhật, cuộc sống sinh viên ở Mỹ. Tôi có coi cái bạn ở trên này xem niên hình gì đó, một cái sáng tạo lắm đúng không? Tại vì bây giờ già rồi nên cố gắng níu kéo tuổi thanh xuân để tìm được cái tiền nói chung với các bạn, nên là mình cũng xin qua Facebook đó. Thì tôi thấy rằng cô mấy bạn này thực sự là rất là sung sướng, cái cuộc sống người ta cũng sướng thật. Nhưng nếu như mà quay về cuộc sống của mình hiện tại, mình cũng thấy mình cũng sướng chứ, sướng không? Sướng rất là nhiều. Rồi các bạn bây giờ cũng nghe bố mẹ là bố mày bây giờ sướng rồi còn rên rên ngày xưa tao thế này thế kia, đúng không ạ? Không phải là bố mẹ mình già, bố mẹ mình lẩm cẩm, bố mẹ mình lôi chuyện ngày xưa đâu. Và thực sự hồi trước đây cuộc sống của mình rất là khó khăn. Để mà như cha đại tôi mà đi mượn được một cuốn sách cho các bạn là nó xếp hàng dài cho thư viện, đôi khi cũng không mượn sách. Các bạn bây giờ thì thậm chí là các bạn tự bỏ tiền ra mua cũng được, đúng không? Bạn hàng online cũng được, đúng không? Tiết kiệm thì đã đến thư viện, mượn thì chấp nhận sách cũ cũ một tí cũng được rồi. Chúng tôi cũng mong có đề nghị thư viện hãy cập nhật đi, hãy mua sách mới đi. Rồi thậm chí được lui nữa, không có thư viện các bạn có thể lên trên trang Google của bạn gõ bài giảng của Luân Nghi Hà Nội có lên đó, bài giảng Nhi Khoa có lên đó, của thành phố Hồ Chí Minh có hết gì đó. Và chúng ta tải PDF về free luôn, không cần phải mua tài liệu chống con gì cả. Và các bạn có thể là free về đấy. Thế là chỉ có bạn là xin đọc hay không thôi, đúng không ạ? Rồi có rất nhiều bạn sắp vẫn còn mới, mua từ đầu năm đến cuối năm vẫn mới. Và chúng ta có thời gian, chúng ta lựa lên, chúng ta lai dạo á, có đúng không? Xe dạo có, đấu trên trên TikTok cũng có, nhưng không có thời gian học sách. Thực đó là gì? Một cái gọi là lý luận của những con bò. Đấy, chúng ta không thích vận động. Chứ còn môi trường xã hội hiện tại, theo tôi đánh giá thì Việt Nam vẫn rất là ok. Các bạn ngồi đây, các bạn chỉ sợ mỗi virus thôi, chứ còn không sợ mưa bom bão đạn gì cả. Bạn không sợ đói ăn. Ngày xưa là không ngồi giảng đường này và sinh viên theo trời của đất thì nóng, giờ hết nóng rồi đó, đúng không? Mát rồi, bây giờ mát rồi này, chuẩn bị lại lạnh rồi. Đấy, thế thì xã hội nó sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nhưng tại sao con biết? Nhưng mà ngược lại, mô hình bệnh tật của trẻ con nó sẽ thay đổi nhiều hơn, đúng không ạ? Hồi trước người ta gọi bác sĩ nhi, người ta có một cái câu là dốt thì đi nhi, ngu si thì đi sản. Sản thì ai rồi cũng sẽ đẻ thôi. Đấy, như vậy như thế. Dốt thì đi nhi, phía sau thì nó cũng lớn. Và chỉ cần thủ sẵn hai bệnh của nhi thôi là bạn đủ sống rồi. Bệnh nhi, tiêu chảy và viêm phổi, đúng không ạ? Ngày xưa khái niệm về tay chân miệng sống xuất huyết còn này kia nó xa 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 như là chưa bao giờ được xa. Đấy, tự kỷ là thứ gì không bao giờ biết được, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì đâu, mày tự kỷ ở một mình đi, mày chỉ những cái thằng mà gọi là sống với dế thôi, sống với ai phải không? Đó là xã hội. Thế là những cái bệnh về tai nạn giao thông, đúng không? Bệnh về tai nạn sinh hoạt nó sẽ nhiều hơn các cái bệnh của thời đại. Nhưng bệnh di truyền chúng ta sẽ phát hiện được nhiều hơn, đôi khi bẩm sinh này nọ. Thì bây giờ chúng ta cũng đã tìm ra được rất nhiều nguyên nhân, và có bệnh thì chủ được, có bệnh thì nó chết ở trong những nước, chúng ta phải định nghĩa được nhiều bệnh hơn, nên chương trình học của mấy đứa sẽ dài hơn. Rồi những cái bệnh ngày xưa, bệnh về dinh dưỡng thì chúng ta chỉ nghĩ đến mỗi một thứ thôi, nếu bị suy dinh dưỡng kiếm cái này kiếm cái kia, đúng không? Còn ngày xưa, bây giờ bệnh của thời đại mới là bệnh béo phì. Anh nhìn xung quanh lớp mình có đứa nào béo phì không? Không có đúng không ạ? Chúng ta đẹp không? Taxi và thể thao. Rồi bệnh về tai nạn giao thông, ung thư càng ngày càng nhiều hơn. Đó là thời đại thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta thay đổi theo cái cuộc sống xã hội thay đổi. Và môi trường thì nó cũng tác động đến sự phát triển của trẻ. Môi trường tiếng ồn,
môi trường về không khí, đúng không ạ? Nó cũng sẽ quy định những cái bệnh tật của chúng ta có thể mắc phải. Môi trường ô nhiễm về rác, vệ sinh không đảm bảo thì trẻ sẽ mắc các cái bệnh lý nhiễm khuẩn nhiều hơn. Bây giờ chúng ta cứ kêu là phải phòng ngừa virus corona, đúng không ạ? Thế thực sự các bạn, nếu các bạn xem lại cơ bản cái phương pháp phòng ngừa nó có hiệu không, chả có gì đặc hiệu cả. Nếu ngày xưa các bạn phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các bệnh truyền nhiễm nó cũng thế, phương pháp đó là gì? Một là cách ly, ăn thì ốm, ăn từng đi được ra ngoài lây cho bệnh cho người khác. Hai là phải tự vệ sinh môi trường xung quanh ăn, đúng không ạ? Ông bà chúng ta có một câu tổng kết từ rất lâu rồi: nhà sạch thì mát, đất sạch thì ngon cơm, đúng không? Mà ăn ở sạch thì ăn sống lâu. Đấy, nhưng mà ngày xưa thì có một câu nữa, tôi vẫn nghe bảo là ăn dơ ở bẩn sống lâu, sạch sẽ buồn rầu khổ sở quá. Ủa chị chơi chơi trò này nó chỉ như vậy, nhưng mà nó cũng có một cái lý do của nó. Với nhiều bạn cứ bảo là ô đi qua Singapore hả, là không, đường phố không có một tí rác nào, phải không ạ? À, rồi không có người phạt nhổ bừa bãi. Đi ở những cái tỉnh thành ở châu Âu thì không khí cực kỳ là tươi mát, không ô nhiễm như ở Việt Nam. À, rồi rất nhiều bạn nói là gì, từ đây là đơn giản thôi, so với thời tiết của Buôn Ma Thuột và ở Sài Gòn là đã một giờ một vật rồi. Tôi sống 2 năm ở Sài Gòn, sáng đi ra khỏi nhà bịt hai lớp khẩu trang, đeo găng tay, tôi thẳng ra về là đánh hẳn. Còn ở đây thì lừa lừa không thể đeo, nói chung là lừa được chồng rồi thì cũng không cần giữ gì nhan sắc mặt gì cả. Đi ra ngoài đường đi ở đấy mà về nhà con còn biết là cào cái tay lên mặt một cái là nó lên thui, tại vì sao? Khói xe. Có những buổi chiều buổi sáng học rất là sớm, và đó tôi ở bên khu vực 7 nên đi qua một số cái dòng sông bờ kè rồi đó. Thì thời điểm tôi đi học thì người ta cũng đã vớt được khá là nhiều rác ở các cái sông rồi, chúng ta cũng đỡ hô để dơ rồi. Nhưng mà có những buổi sáng đi mà thấy sương mù, là ở đây sương khói mờ như ngặt, ai biết mình ai có là bạn đi qua một phát đò vội vàng lấy ra cái khẩu trang của mình lên. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì khu vực đó là sương mù quanh máy cực kỳ độc hại. À, cực kỳ độc hại, chứ không phải là sương mù như hồi anh đang mấy đứa dắt bồ vô coi nó thật đơn đơn nha, là đúng không ạ? Đây cái sương mù cởi ra thì hít hơi đó. Sài Gòn, Hà Nội rồi các bạn nhìn thấy sương mù là tức em theo bớt khẩu trang và hạn chế ra đường, vì tỷ lệ khi mà sương mù quanh máy hít vào thì bệnh có thể hô hấp cực kỳ là cao, rất là nguy hiểm. Môi trường một tiếng ồn và ảnh hưởng đến cái trẻ như thế này, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của chúng ta, đúng không ạ? Ăn không ngon là bởi vì trời nó nóng quá, đồ ăn nó dễ ôi thiêu, không ngon, ngủ không yên, thì phải nói đến là ngoài môi trường trời nóng ra thì chúng ta phải nói đến tiếng ồn nữa. Rồi môi trường của gia đình có ảnh hưởng đến đứa trẻ không? Có chứ, đúng không ạ? Hàng xóm bên cạnh mình là gia đình văn hóa mà hàng xóm bên cạnh mình nó suốt ngày nó vô văn hóa, con mình cũng dễ bị nhiễm vô văn hóa, nó phải bình thường đâu, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng rất nhiều thứ đến đứa trẻ, từ cơ thể cho đến tâm sinh lý của đứa bé đó. Lớp mình có bạn nào có thói quen nói bậy không? Chắc là nhân y mình bảo là em mà nhân y không bao giờ nó bạn không phải đâu các bạn, chẳng qua là vì môi trường của mình nó kiềm chế thôi. Nhưng mà mấy bạn vẫn có đấy, nhất là mấy bạn này chơi điện tử nữa là nó bạn là nó dễ dàng phát ra, phải không? Hả? Cái đó bảo không thể nó không nói bao giờ. Tôi nhiều khi tôi đi xe trên đường rồi lâu lâu bị mấy thằng tài xế nó tạt ngang đầu mình vẫn buồn ra những gì đâu, đúng không ạ? Mà coi như không được cùng hai con cho lắm vẫn có chứ. Rồi nói tiếp theo thì các yếu tố này đều ảnh hưởng hết ha, cho nên là chúng ta sẽ phân tích cái đầu tiên, đó là sự phát triển về mặt thể chất của trẻ. Thì đây là một trong những cái chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em, và đồng thời nó cũng sẽ đánh giá được cái sự phát triển của cả một dân tộc, dự báo về tương lai, tình trạng kinh tế của
những đất nước đó như thế này. Vì sao ạ? Bởi vì trẻ em là tương lai của đất nước. Và chúng ta biết là chiều cao của một đứa trẻ 2 tuổi sẽ bằng 1/2 chiều cao khi trẻ đã trưởng thành. Vậy là gì? Nếu như mà lúc 2 tuổi các bạn đo đứa trẻ đã chỉ khoảng được 75cm, 76cm thôi, thì đừng hy vọng gì đứa trẻ đã sẽ vượt qua được 1m6. Và chúng ta sẽ được đánh vào tương lai. Các cái nhà hoạt động chính sách người ta sẽ nhìn vào mặt tương lai. Quá nhiều trẻ suy dinh dưỡng thì sẽ ảnh hưởng đến sức lao động trong tương lai. Ăn ốm đau, bệnh tật thì trì nguyên kéo dài. Cái giống nòi, chất lượng giống nòi đã ảnh hưởng. Sức mạnh quân sự thì ảnh hưởng rất nhiều thứ. Vì vậy cho nên là việc đánh giá phát triển thể chất thì sẽ thông qua việc đánh giá rất là nhiều chỉ số. Trong đó có chỉ số nhân cách và cân đong đo đếm trên cơ thể của chúng ta, đong được tuổi xương của cơ thể. Các bạn sẽ dùng các cái bức xạ để đo. Và sự trưởng thành về mặt tính dục, tức là gì? Thường thường chúng ta nói là khi nào con gái sẽ gọi là trẻ thì, đúng không ạ? Đó là khi chúng ta có ngực, nó có mông phát triển và đánh dấu cái thời kỳ trẻ thì của con gái chính là nó có kinh nguyệt đầu tiên, đúng chưa? Còn con trai thì khi nào sẽ trẻ thì? Khi là lần mộng tinh đầu tiên, để là bạn có khả năng sản xuất ra được tinh trùng trong cơ thể, đúng không ạ? Chứ không phải là lần cương đầu tiên là nó dễ bị cưỡng cương quá đấy, chứ không phải không. Nhưng mà thường là con trai mơ hồ, nhưng mà trung bình, tại sao người ta trung bình là khoảng cỡ 10-15 tuổi khi bạn có xu hướng về tình dục, đúng không ạ? Và thay đổi cơ bản, ví dụ như con trai thì sẽ có bờ vai rộng hơn, vóc dáng sẽ cao to hơn, tạo thành một cái bờ vai vững chãi cho các cô gái nhỏ của mình biết là, phải không ạ? Rồi, vậy thì để đánh giá một cái sự phát triển của con người thì cần phải kết hợp ở ba yếu tố trên. Chúng ta thì không có dựa vào mỗi cái cân đong đo đếm được, vì thời buổi bây giờ thì lừa nhau dễ lắm. Nhưng gọi như tôi thì ngày hôm qua tôi vừa mới đi chụp hình tự sướng để lừa thôi. Lừa cái thằng nào dính chữ thì đánh chịu. Còn nếu em cỡ các em bây giờ mà nhìn lên khoảng cỡ 13-14 mà nó nói với bạn là em đã đủ tuổi rồi, thế thì à, khi gì vậy? Em chưa 18 đúng không? Đấy, có một anh thì lừa đi chơi. Vì sao về luật của mình á? Luật của mình là gì? Dưới 16 tuổi thì sẽ được vô tù vì tội quan hệ với trẻ, bị thành niên, đúng không? Từ 16 đến 18 tuổi thì chỉ cần nói là yêu anh đi anh cha cộng hôn, nghĩa là dùng vật chất dụ dỗ vô tù, được chưa? Mà nó tự nguyện thì không sao. Đấy. Và từ 18 tuổi trở lên thì trừ khi các bạn cưỡng bức thôi. Nhưng mà kết hôn của nhà nước chúng ta thì quy định là nữ phải trên 20 tuổi mới được phép đăng ký kết hôn. Là các bạn nam bây giờ thì đàn ông thì muốn đời như một rất là trung thủy và trung thành với tư tưởng của mình, dù mọi lứa tuổi vẫn thích yêu bạn trẻ. Phải vậy không ạ? Cho nên các bạn nam phải cẩn thận là trước khi hành động quá lớn hay làm cái gì thì phải nhớ bảo bên trong coi chứng minh nhân dân, phải không? Vì nhà nước chúng ta sẽ cung cấp chứng minh nhân dân của các trẻ từ 14 tuổi trở lên gì nữa. Nghĩa là chưa coi được chứng minh nhân dân, không coi kỹ được cái năm sinh của nó, lấy điện thoại ra bấm năm nay trừ đi, được chưa? Chứ không là mình bị dài hàng ngay, nó bảo em chưa 18 rồi chứ. Có câu chuyện ở miền Tây rất là buồn cười, đó là chú rể với cô dâu thì cũng dạng cưới chui, cưới thôi chứ không đi ăn đi kết hôn, bởi vì đều là rất là trẻ. Sau một vài năm sống hạnh phúc bên nhau vui vẻ thì một ngày mệt trời hai bên chán nhau, tình yêu nó không còn nữa, mà ta bắt đầu là đánh qua chuyện lại. Cô dâu tức quá chạy lên công an kiện thằng chồng. Trong cơn nóng giận là kiện đó, ngày xưa em lấy anh đó, em đã từng bao nhiêu tuổi đó, của cô em đi ra là anh chồng đó là vì chưa đủ 15 tuổi, cô em mới 15 tuổi thôi. Cái là anh chồng là khăn gói vô tù. Khi cơn nóng giận đã qua, hối hận cũng đã muộn màng rồi, đúng không ạ? Nên mình cũng từng dạy. Và có một ngày giờ nào đó thì cũng từng bị lừa, mà phải coi đầy đủ, đúng chưa? Coi đầy đủ. Tôi nhìn nó cao to bự vậy đó, tính dụng điện nước cũng đầy đủ đó, nhưng có thể tuổi xưa cũng chưa
đậu. Chẳng thật. Rồi, tiếp tục qua. Bởi vì trong các sự phát triển về thể chất thì chúng ta có đánh giá về mặt cân nặng và chiều cao là hai cái quan trọng nhất. Trong đó chỉ số về mặt chiều cao là một tiêu chí cực kỳ quan trọng đối với việc đánh giá. Quên cái chuyện là con chị nặng bao nhiêu kg đi, mà chúng ta phải nghĩ đến chuyện con chị cao bao nhiêu. Cao bao nhiêu cũng quan trọng, đúng không ạ? Con chị không cao là tương lai cũng không lo ngoài gì lắm đâu. Vậy thì chúng ta có một cái mô hình đánh giá sự tăng trưởng về mặt chiều cao của trẻ em. Các bạn xem đó là mô hình ICP đó. Thì người ta thấy rằng là tốc độ của trẻ em tăng trưởng nhanh nhất về mặt chiều cao là rơi vào giai đoạn bào thai. Chúng ta đo chiều dài cơ thể à, từ một cái tế bào chỉ vài micromet nó di chuyển và trong vòng 9 tháng cái số lượng tế bào nó nhân lên, đúng không ạ? Và kéo dài ra được khoảng 30 cm, gấp cả mấy nghìn lần so với ban đầu. Không một giai đoạn nào mà chúng ta gọi là tăng gấp mấy nghìn lần cả, đúng không ạ? Tăng gấp đôi, như tôi nói, 2 tuổi đến khi mà bạn trưởng thành tăng gấp đôi thì ít nhất các bạn phải tốn mất 12 đến 13 năm, quá dài, đúng chưa? Rồi đến giai đoạn ngủ nhi thì nó cũng tăng rất là nhanh, nhưng sau đó nó cũng giảm nhanh. Nên khoảng cỡ từ đứa bé khoảng 2-3 tuổi đến khoảng 5 tuổi thì chúng ta nhìn đứa trẻ đó mình cảm giác nó không có cao, ít cao. Thực tế nó vẫn đang cao nhưng nó không cao nhanh như trước mà thôi. Giai đoạn là dậy thì và giai đoạn mà chúng ta bứt phá về mặt chiều cao cuối cùng, đúng không ạ? Cứ giống như chúng ta tưởng tượng là nhắm mắt một đêm và đêm sau thì chúng ta dậy. Thì các nhà khoa học người ta cũng nghiên cứu rồi, trong giấc ngủ trung bình, trong giấc ngủ thì chúng ta sẽ dài được khoảng 0.2 mm trong một giấc ngủ, 0.4 mm ha. Cho nên trẻ con mà ngủ càng nhiều thì càng tốt, đảm bảo được giấc ngủ. Và cái giai đoạn dậy thì đó thì một năm các bạn có thể cao được từ 12-15 cm một năm. Nên chỉ có vài năm thôi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có những cái cân nặng chỉ số mà các cái nhà người ta cân đo nó đến ra đó, thì ví dụ như năm đầu chiều cao tăng rất là nhanh, nghĩa là tăng được 1.5 lần so với lúc mà mới đạt mới dậy ca, đặc biệt là trong vòng 3 tháng đầu mà thấy em bé lớn rất là mau. Năm thứ hai thì chiều cao của chúng ta chỉ tăng khoảng được 12 cm, năm thứ ba thì tăng lên khoảng 8 cm nữa. Vậy là một em bé khoảng 2 tuổi thì chiều cao mà nó phát triển tốt thì nó phải là 83 cm đến 85 cm trở lên, đúng không ạ? Còn 2 tuổi rồi mà em bé chỉ có khoảng 78-79 cm thì cũng chưa ổn lắm đâu, được chưa? Rồi về mặt phát triển về mặt cân nặng thì người ta cũng so sánh với các cái thời kỳ á, thì người ta cũng thấy rằng giai đoạn bào thai là thời kỳ giai đoạn cân nặng phát triển nhanh nhất. Và các bạn sẽ thấy rằng là mức tăng cân trong giai đoạn bào thai phụ thuộc rất nhiều vào bà mẹ, rất nhiều yếu tố từ bà mẹ. Tuổi của bà mẹ có tốt không, chức năng bản năng có tốt không, dinh dưỡng của bà mẹ trong thời kỳ đó có tốt không, và người ta có thể cân nặng của trẻ trong thời kỳ bào thai thì người ta thấy rằng là cái sự phát triển của mặt cân nặng nó sẽ mạnh nhất vào 3 tháng cuối của thai kỳ, trong khi chiều cao nó sẽ tăng mạnh nhất vào 3 tháng giữa của thai kỳ. Sau khi sinh thì cân nặng nó cũng sẽ khác nhau tùy vào tuổi trẻ sơ sinh, đó là năm tháng hay độ tháng, con rể hay con so, con trai hay con gái. Và người ta sẽ thấy rằng là giai đoạn sơ sinh thì có một cái giai đoạn rất là quan trọng, đó là đứa trẻ nó sẽ bị sụt cân. Thì các bạn sẽ đọc bài này thêm trong cái phần đặc điểm trẻ sơ sinh năm và độ tháng ấy, thì có một cái giai đoạn là sơ sinh sẽ bị sụt cân ha, chúng ta gọi là thời kỳ sụt cân sinh lý. Sau đó thì nó sẽ tăng lên rất là nhanh, và trung bình một đứa trẻ được ăn no bú tốt đủ đầy đủ ấy, thì nó sẽ tăng khoảng từ 20 đến 40 gram một ngày. Nói chung
đầu. Trong 6 tháng đầu, mỗi tháng trẻ sẽ tăng khoảng từ 600 đến 700 gram. Phải vậy không ạ? Thế bây giờ các bạn chia ra đi. 600 đến 700 chia cho 3 lúc này có phải là mỗi đứa nó sẽ tăng khoảng từ 20 đến 40 gram một ngày không? Câu này là câu hỏi về sinh cơ học thi lâm sàng đi bố. Nó hỏi em, một ngày trẻ sơ sinh bú đủ đầy đủ tăng bao nhiêu gram một ngày? Nó học bài nó nhớ được câu là một tháng nó tăng bao nhiêu, nó không biết được một ngày nó tăng bao nhiêu. Các bạn bôi ép, ép con ra ép, đúng không? Ai đọc ai chứ, chữ gì trong sách đó. Không đọc được trong sách thì lý thuyết đó có, hỏi nó nhớ. Nhưng cái chia, để là gì? Chỉ có nhớ thôi chứ không biết được suy luận và phân tích chia hết bài. Thế là bây giờ cô phải lôi cái chữ này bôi đọc, bôi đặc biệt luôn nha. Nhớ nha, sơ sinh sẽ tăng khoảng 3 con nha một ngày. Đấy. Giai đoạn ngủ nhi thì cũng tăng rất là nhanh. Và sau 2 năm thì đặc biệt là năm đầu, các bạn sẽ thấy là như lớn như thổi. Và sau 1 năm bà mẹ sẽ không còn cười được nữa. Đó là câu chuyện, đó là một bà mẹ mà nuôi con đang cái đầu này nè, gọi điện thoại về cho bà mẹ chồng nói là chỗ mẹ biết không, ngày hôm qua con vừa mới cân con của con lên được 1 ký, đúng không ạ? À, xong rồi bà mẹ chồng đi qua bà hàng xóm nói trời ơi con mẹ nó mát sự ghê luôn, 1 tháng nuôi con 1 ký. Tháng sau đi qua hàng xóm bên mặt nói với bà hàng xóm là con cháu nuôi tháng này cũng tăng được 1 ký, bây giờ mới có 3 tháng mà nó được gần 6 ký rồi. Ờ, cười đi, cười người hôm trước hôm sau người cười 3 tháng sau. Câu chuyện đi qua hàng xóm không được kể chuyện là tăng cân nữa, đúng không ạ? Từ tháng thứ 7 trở đi, bà béo luôn. Bà trời ơi, nuôi mãi mới đi được 2 lạng, mà ốm tay nó tài lượng ký rồi. Cho nên là cái việc mà bà mẹ nuôi con được khoảng 6 tháng, đúng không ạ? Mà được khoảng cỡ 8 ký là phải động viên bà mẹ dữ lắm. Rồi sao không tăng nữa, bà mẹ không thấy tăng nữa. Bà chỉ cần duy trì cái cân nặng đó đến khi trẻ được 1 tuổi và khoảng 19 ký là bà mẹ chồng mà. Bản thân tôi nuôi đứa đầu của tôi là 12 tháng thì được 8 ký rưỡi. 12 tháng thì 8 ký rưỡi. Trung bình có 2 tuần ốm 1 lần, 2 tuần ốm 1 lần. Ốm khoảng cỡ đâu 5 ngày thôi. Các bạn chỉ cần sốt từ ngày hôm trước ngày hôm sau là nó hụt biết bao nhiêu nước bay đi rồi, đúng không ạ? Chưa kể là chị không ăn được, không bú được. Nhiều bà mẹ rất là tự hào bỏ con em mà không nuôi bằng sữa mẹ, nuôi bằng sữa ngoài ấy. Nhưng mà đến khi mà đứa trẻ nó ốm đau thì bà mẹ nó mới biết được cái tầm vai trò quan trọng của sữa mẹ. Vì sữa ngoài không có kháng thể giúp đứa trẻ mau khỏi. Và khi nó ốm đặc biệt bị chảy nữa, ăn bao nhiêu ra đến nhiều nữa thì chỉ có cái sữa mẹ thì nó mới hấp thu được qua dạ dày của nó thôi. Là đừng có vội sung sướng thì con em tăng cân khi nuôi bằng sữa ngoài không sướng như nào hết ha. Rồi đến từ giai đoạn từ 2 tuổi đến 10 tuổi trong trời cái cân nặng của nó, chúng ta sẽ hãy quẳng cái cân đi và vui sống, đúng không ạ? Chúng ta đừng có ngồi, chúng ta ngồi ta đây rất vì con em suy dinh dưỡng. Có rất nhiều bà mẹ vác con đi từ Bắc vào Nam, gặp hết bác sĩ này và bác sĩ khác dinh dưỡng, về dinh dưỡng. Bác sĩ thì kêu mẹ cho uống sữa, thi nhiều bà đừng uống nước, uống sữa thôi. Em con uống sữa, đến lúc nó nhỏ nó nhìn cái sữa mà nó muốn ói tận mồm. Tội đứa con không? Tội bà mẹ không? Tội chứ, đúng không ạ? Mà có được bác sĩ như vợ tôi là bác sĩ môn tâm như vậy đúng rồi, không cần phải đấy đâu, không cần thiết không phải tăng cân kinh khủng như vậy đâu. Nhưng mà rất nhiều bà mẹ bị áp lực bởi vì cái sao ạ? Vì con người ta ăn cả tô sao con mình ăn chưa đầy một chén, hàng ngày xóm kìa da thịt nó mát như thế miệng mày không biết nuôi con, phải không ạ? Người gây áp lực lên đầu tôi chính là cha mẹ ruột của tôi. Mẹ tôi đã thứ mày lừa xem dậy sớm đi, người ta ngày xưa tao là 5 giờ dậy rồi, mày nó thằng trẻ thay đến 5 rưỡi thôi chứ chịu mày dậy 5 giờ buổi bò dậy đi ra ngoài chợ đi mua xong sắp ống về mà hầm cho con đi chứ, nấu cháo cho con đi chứ, mẹ gì mà không có chịu nấu một bữa cơm cho con đàng hoàng vậy. Và mẹ chồng tôi bảo không có chuyện gì mà ăn gì hết được con. Tôi bảo con ăn không, để cho mẹ đến bao lúc thôi nha, dịp hàng nha. Cái hay không nha? À, biết là thằng con tôi từ đến 1, 2, đã rồi đúng 1 ngày lúc, bước đến thứ 3,
thôi, phải không? Chưa lớn, đến chưa lớn, chưa đủ 18 tuổi. À, nhưng mà phải biết rằng là cái giai đoạn nó hướng chậm các bạn. Một năm trung bình nó tăng khoảng cỡ tí tuổi đến 2 tí thôi. À, bắt đầu từ 10 tuổi trở lên, đúng không ạ? Nhiều bệnh nhân đây với tôi hỏi là chỗ ăn con em không có thấy nó lớn vậy bác sĩ ơi. Tôi bảo cứ nuôi đi, khi nào nó khoảng cỡ 3 tới 4 nó tự động nó mở thôi. Dạ có việc gì hết. Bác thân sự đấy như thế. À, và từ từ nó sẽ lớn, chứ không phải nó không lớn. Chẳng qua cái giai đoạn là sinh lý nó như vậy. Nó có ăn được bao nhiêu, nó nhảy với nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia. Thằng con đầu tôi tiêu hao năng lượng một cái mồm để nó nói con bé xong thì tôi nó không thèm nói gì hết, xong rồi vận động nó cũng không thèm vận động luôn. Mùa Covid mà ở nhà thôi, đi bà trẻ ngồi trên ghế bạc bẹo cả ngày. Và thật sự là con biết mà đi mẫu giáo á là nó còn có cái sân chơi nha, chứ còn ở trên bà trẻ thì thôi á, gặp chúng mà bà thả đồ chơi chơi còn ai nhiều nhà trẻ là con cứ ngồi trên ghế từ đầu buổi đến cuối buổi, chẳng qua nó di chuyển từ cái ghế ở phòng khách bay đến cái ghế của phòng ăn, từ ghế phòng ăn bay ra bô, từ bô bay đến ghế phòng khách để thôi. Và tập cỡ đó thì sao mà nó đấy được đúng không? Nhưng cái bản thân của trẻ là nó phải đi đánh, nó phải vận động, nó phải chạy nhảy. Rất nhiều nhà mà gọi là bắt tay, cái cách nuôi của nó là buồn cười, không cho trẻ vận động để bớt tiêu hao năng lượng, không cho trẻ nó chuyện cái gì hết. Đi mẫu giáo như thế là buồn cười là nhiều cô rồi, không cho trẻ nói miệng xin và đứa bảo im lặng, trời ơi im lặng cho được con nít im lặng. Mấy đứa đeo khẩu trang ngồi ngồi đèn pin đèn bì để đừng nói cái chuyện khác, phải không? Yêu cầu giao lưu rồi đến giai đoạn dậy thì à, thì là giai đoạn hít không khí cùng mở béo này, phải không ạ? Các bạn mở nào từ giai đoạn đấy chưa? Tôi cũng có từng cái giai đoạn mà thong thả lắm các bạn, nhưng mà có những giai đoạn mà nó thực sự là chỉ cần nhắm mắt đặt cái lưng xuống nhắm mắt như đến 1, 2, 3 là ngủ mất tiêu rồi. Bây giờ thì thao thức đến khuya, chứ còn các bạn ngày xưa là không có đâu. Nhu cầu kinh khủng luôn, ăn bao nhiêu cũng thế nói đúng không ạ? Ăn bao nhiêu tiếng là chuyện bình thường, bây giờ là cái giai đoạn tuổi bây giờ tôi nghĩ cái chuyện mình dây rồi đó này khi gặp mẹ tôi còn lấy đũa nó gậy gậy đến thằng cơm, chứ mình là vẫn có giai đoạn là mập, nhưng sau mập thì chúng ta sẽ gầy lại chứ không phải là mập luôn, đừng có để mình bị béo phì là được ha. Thì ở trẻ gái thì cân nặng nó tăng và tăng ở khối mỡ, nhưng trẻ trai thì cân nặng tăng nhưng tăng ở khối mẹ, cho nên là mình vẫn thấy là mình bỏ cũng dậy thì là tại sao tụi nó không có mập béo gì cả, đúng không ạ? Mình thì thấy nặng nặng nứt xương đùi nứt mông nứt này kia các kiểu, nhưng mấy bạn nam thì không có, bởi mấy bạn không chủ yếu với này. Rồi thì chúng ta có những cái công thức tính cân nặng áp dụng trên lâm sàng và áp dụng theo cái tính thì nó sẽ hơi khác biệt một chút. Cái này thì tôi tập nhập cái công thức này theo cuốn sách Nation Setbook 2007. Còn cái công thức các bạn có thể thấy trong sách cũ á, là công thức 9 cộng 1,5 ml/1 á, thì ngay khi mà các bạn đi lâm sàng thì một số bác sĩ lâm sàng người ta còn áp dụng, nhưng mà mình đang gọi là mình cập nhật kiến thức đúng không ạ? Cho nên là tôi sẽ đưa công thức mới vào và các bạn sẽ đưa cái công thức này để chúng ta sẽ học, được chưa? Nhưng mà con sẽ biết là có những công thức cũ để đối phó với các bác sĩ trên lâm sàng đã hỏi thì mình có thể trả lời được ha. Và
dưỡng, hoặc là chỉ cái mức độ như vậy thôi, nhưng mà này vượt quá, cái cơ nặng nó vượt quá nhiều, chiều cao nó vượt quá nhiều, thì lúc này mình có thể tính cái khối cơ thể BMI của đứa trẻ để so xem có thể đứa trẻ đã đang bị béo phì, đang bị thừa cân, đúng nhỉ? Rồi, đây là một cái số công thức theo cái quan niệm cũ mang trên lâm sàng mà các bạn có thể gặp được. Vậy cho sách cũ thì các bạn có thể xem qua được hết. Rồi, ngoài chỉ số cơ nặng và chiều cao thì chúng ta sẽ có sự tăng trưởng về mặt cái vòng như là vòng đầu, hoa để đánh giá cơ bản sự phát triển của hệ thần kinh. Đầu to quá cũng không tốt, đúng không ạ? Ông bà chúng ta có một câu là to đầu mà dạy ấy. Không phải là đầu to là dạy đâu. Nhà bác học Einstein, đúng không ạ? Là một trong những người có IQ rất là cao nhưng dòng đầu thì nhỏ, cực kỳ nhỏ. Chứ nó không phải là đầu bự là ngon à. Đó. Rồi, chúng ta sẽ có thấy rằng là gì? Đánh giá cơ bản sự tăng trưởng về vòng đầu để biết được những cái bệnh lý bất thường về vòng đầu. Ví dụ, tập đầu nhỏ, đúng không ạ? Hoặc là não thủy. Căn cứ vào đó các bạn sẽ phát triển ra các cái bệnh lý vòng đầu tương đương. Rồi chúng ta có vòng ngực, đúng không ạ? Vòng ngực thì cái này nó cũng hơi đổi mới một chút xíu trong cái sách cũ, đó là sách cũ thì người ta nói rằng là đến 2-3 tuổi thì vòng ngực mới đủ kịp vòng đầu, thì tài liệu mới đó là 6 tháng tuổi thì vòng ngực đã đủ kịp vòng đầu, và sau 6 tháng trở đi thì vòng ngực vượt xa vòng đầu. Vậy đánh giá vòng ngực có giá trị gì ạ? À? Ngực nó chứa cái gì trong đây? Hệ hô hấp, đúng không ạ? Một đứa trẻ có vòng ngực quá nhỏ thì có khả năng hô hấp của nó có thể bị giới hạn, đúng chưa các bạn? Cho nên là chúng ta sẽ phải đánh giá qua cái vòng ngực của trẻ. Rồi, một cái nữa đó là vòng cánh tay. Chỉ số vòng cánh tay thì người ta dùng một cái thước để người ta đo. Và cái chỉ số này sẽ giúp đánh giá cơ bản về trẻ bị suy dinh dưỡng. Tức là người ta thấy là một cái đứa trẻ trên 1 tuổi á, 1 tuổi trở lên thì cái vòng cánh tay nó khoảng ở 13,5cm rồi, trung bình. Nhưng mà nếu như một em bé từ 1 tuổi đến 5 tuổi mà mình đo vòng cánh tay dưới 12,5cm thì đó là suy dinh dưỡng. Thật sự ra thì bây giờ người ta cũng ít dùng cái chỉ số vòng cánh tay để đánh giá suy dinh dưỡng lắm. Nhưng mà trong các cái cuốn cụ thể là hôm bữa vừa có một cái anh đã ra trường rồi, sinh viên ra trường rồi thì có nhắn cho tôi là cô ơi, em đang làm một đề tài về suy dinh dưỡng nên em đọc có thấy cái chữ này mua á, thì cô cho em biết là cái thứ gì, thì tôi cũng có chép lại là mua á là cái chỉ số hoa vòng cánh tay. Rồi tôi có bạn đang bạn bảo em không có tài liệu, thì cụ thể tài liệu hiện tại của mình nhé, đây là tài liệu về quyết định số 4487 do Bộ Y tế ban hành, và người ta cũng có sử dụng một trong các cái chỉ số đó cho suy dinh dưỡng, đó là vòng cánh tay và thức ăn của anh ha. Thì đây là một cái em bé, ví dụ như ngày xưa người ta hay đi đo đấy, và vòng cánh tay của đứa trẻ người ta dùng thước dây, nhưng mà thước chuẩn của nó là cái thước mũ áp như thế này các bạn, là để đo vòng cánh tay. Ngoài ra thì người ta sẽ đánh giá sự tăng trưởng của răng, và răng nó mọc đúng theo lứa tuổi hay không. Nếu mà đến tuổi đấy mà răng nó vẫn không chịu mọc thì có thể em bé đang mắc bệnh còi xương ha, không mọc đủ thì có thể mắc bệnh còi xương. Và sự phát triển của thóp, thóp đến tuổi đó mà nó không chịu đóng ha, vẫn còn to thì có thể là em bé đang mắc não thủy. Các bác sĩ Nhi thì được xem là một trong những bác sĩ hết sức thân thiện và dễ thương, tại vì cứ một em bé cứ khám là bác sĩ sẽ vuốt má chỗ dễ thương con kiểu vẹo vẹo đúng không, xoa đầu chỗ con quen má, bác sĩ cầm tay vuốt vuốt cái tay nào quen, bác sĩ coi như thế này mục đích người ta là có hết. Nếu các bạn thấy bác sĩ nội bác sĩ ngoại có thân thiện sẽ tin xít nhiều vậy không, ta chỉ tập một bạn gãy chân người ta chỉ mỗi cái chân của bạn thôi đúng không. Bác sĩ nội thì cùng lắm là đứa đó nghe phổi mình nhiều khi cái tay nghe nó còn đang ở trên ngực thế này đây đấy, thì mỗi đó nghe vô vòng tai nó nghe kiểu gì nữa đó. Nhưng bác sĩ Nhi thì người ta sẽ rất là xin xít, bởi vì bác sĩ vuốt cái đầu em bé là bác sĩ làm kiểm tra
gian cái phần thóc mình không. Đó, rồi qua nó sờ coi thóc em bé nó có to hay nhỏ không. Đó, rồi nếu mà cái tuổi nó còn thấp thì bác sĩ được kiểm tra luôn là thóc em bé đang lõm, thì chứng tỏ em bé đang bị mất nước, trong tim chảy, mất nước da, bị sốt, bị cái gì đó không đủ nước, thóc nó lõm xuống, thóc nó phồng lên thì có thể nó đang bị tái vào nội sọ. Ví dụ như nó đang bị cái bệnh lý viêm mảng não, thì chúng ta sẽ học đó, qua việc sờ đầu thôi là đã mai được bệnh rồi, đúng không ạ? Bác sĩ béo máy cái bé nâng của lãnh đỉnh đó, đúng không ạ? Chúng ta hay bảo là đừng có béo cái bé nâng lên sợ, mà bác sĩ nhìn béo không sang. Vậy chúng ta nâng đây, các bạn làm gì ạ? Người ta đang kiểm tra thử coi cái bé có cái mỡ của chát ở đây á, nó còn nhiều không, đúng không ạ? Bởi vì một cái đứa trẻ mà nó bị mất mỡ ở máy là suy dinh dưỡng nặng. Rồi các bạn học bài suy dinh dưỡng thì chúng ta sẽ thấy rằng là mất mỡ trên cơ thể của mình nó sẽ mất theo thứ tự là bụng, mông, chi và má. Vậy là mất mỡ bụng trước cho nên là chúng ta không, cái bụng nó sẽ bị trở thành là bụng ẩu, đúng không ạ? Mất mỡ ở mông chúng ta gọi là tiết teo, và mất mỡ ở chi thì chữ bền nhỏ nhất, cái bọn suy dinh dưỡng được gọi là cái bọn bụng ẩu tiết teo, chữ bền nhỏ nhất. Mất theo thứ tự là bụng, mông, chi và má. Khi má nó lại và bộ mặt như cụ già, đúng không ạ? Với ông bà già đâu còn máy nào đâu mà thấy nó mình đúng như nó chạy sệ xuống. Em bé thì nó chưa bị sệ da nhưng mà nó khóc, nó không còn hai cái máy để tính nữa, vậy là em bé đang bị suy dinh dưỡng rồi. Và rất nhiều đứa trẻ nó gầy nhưng mà cái mặt nó vẫn lừa đảo bởi vì nó còn có máy, nó có mở máy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đánh giá được cái chỉ số của cơ thể. Dân thường đánh giá mỗi cân nặng là chiều cao là không đủ, mà mình phải đánh giá thông qua sự phát triển của cơ thể chung, đó là BMI, chỉ số BMI. Và các cái trường mẫu giáo hiện nay người ta cũng đã bổ sung cái bảng BMI vào trong cái sự đánh giá tăng trưởng của trẻ rồi. Vậy thì các cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển một cái đứa trẻ thể chất? Cũng là chúng ta nói có ba yếu tố cơ bản, đúng không ạ? Đó là gì? Yếu tố di truyền, bản thân nội tại của đứa trẻ đó. Và có những giai đoạn bỗng nhiên ta lớn, đúng không ạ? Bởi vì khi mà một số các yếu tố nội tiết, ví dụ như tuyến sinh dục, thì đến cái giai đoạn đó nó mới tiết hóc môn, và cái hóc môn sinh dục nó mới kích thích trẻ. Vậy thì đến cái giai đoạn dậy thì của chúng ta thì các tuyến sinh dục nó mới phát triển, thì mới đến cái bạn lớn. Còn trước đó là nhỏ là trong nội dung cho em, phải không ạ? Đó là nội tại. Ngoài ra thì các cái bệnh di truyền của chúng ta mắc phải nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của mình. Đó, có những cái bạn bị u tuyến yên thì nó sẽ đạt thành một cái bệnh là người khổng lồ rất là cao, cao lớn, nhưng mà những cái bạn đó thì thường tuổi thọ rất là thấp. Đó, rồi bệnh người lung chẳng hạn, đó nó sẽ có những cái đó liên quan đến di truyền. Thứ hai là chúng ta nói đến môi trường, đúng không ạ? Thì trong cái yếu tố môi trường đó thì chúng ta có cái sự biến đổi khí hậu hoặc là cái môi trường ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của một cái đứa trẻ. Môi trường về mặt xã hội như tình trạng đô thị hóa, như các bạn sẽ thấy rằng thường trẻ con ở thành phố sẽ có tầm vóc tốt hơn trẻ con ở nông thôn, phải vậy không các bạn? Rồi chúng ta sẽ thấy rằng là những cái nước phát triển chẳng hạn thì chắc chắn là khi cơm đông đo đếm nó sẽ tốt hơn để cái nước đang phát triển như chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng là cái vai trò của vệ sinh an toàn thực phẩm cũng rất là quan trọng, tác động lên sự phát triển về mặt thể chất của trẻ. Dù nghèo nghèo đi chăng nữa nhưng mà bố mẹ của chúng ta thì luôn luôn là ưu tiên cái món ngon nhất cho con của mình. Thời đại của tôi là thời đại mà liếm mắt sữa bò, nhưng các bạn bây giờ thì chỉ cần mở tủ lạnh ra thì các bạn có thể uống được sữa bất kỳ lúc nào, phải không? Thậm chí con trai của tôi thì tôi phải năn nỉ cho uống sữa nữa, bởi nó không thích uống sữa, phải năn nỉ uống sữa, ép uống sữa. Sẽ có một ngày nào đó nó sẽ chỉ qua ghiền sữa thôi, không biết loại được sữa ghiền, sữa người hay sữa bò cũng không biết, nhưng mà sẽ có một ngày nào đấy. Nhưng có bé nhỏ, bé nhà sau tôi thì nó lại từ bỏ sữa mẹ rất là sớm, mặc dù mình không uống nhưng mà nó từ bỏ sữa mẹ cho nên nó rất là hiền sữa. Và các bạn biết là hiện tại
giỡn thôi, rẻ rẻ thôi. 2 triệu bình sữa là một tháng em bé của tôi uống gần 3,5 lít sữa một. Và thậm chí có những khi mà tôi ngồi nói chuyện với một số cái hộ bình sữa, các bạn biết có những lon sữa chỉ khoảng cỡ 500 gram thôi mà giá nó đã gần 1 triệu một hộp. Các bạn cái kiểu đó thôi thành chục triệu một tháng tiền sữa, chịu sao nổi, đúng không ạ? Em bé sau tôi đến giờ là bắt đầu nó chữa chữa không có sữa là nó bút tay, thấy nó bút tay là biết là đến cơn gì là nổi lên là mặt ta là buồn rồi đó. Nhưng mà trong cái đầu của mình thì nó muốn sữa mẹ hoàn toàn, cho nên là gặp thêm sữa nó không được, và nó cứ cảm thấy như bạn ăn tài sức sữa. Thế thành ra là cái vai trò của dinh dưỡng nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không ạ? Con ăn được nhiều thì đương nhiên là nó sẽ khỏe hơn những cái đứa mà ăn được ít, đồng ý không các bạn? Và chúng ta ăn nó đầy đủ về mặt chất lượng nữa. Nhưng mà ăn quá nhiều thì có dễ chảy không? Ăn nhiều quá bị chảy, ăn không đảm bảo vệ sinh bị chảy, và một khi nó ra đi thì nó khó đường nào mà giữ lại, đúng không ạ? Tạo ngay lập tức, và sau đó thì cái đường ruột nó cũng sẽ không ổn luôn. Rồi thì các bạn sẽ xem các cái phần này để chăm sóc ha, và cái này nó có liên quan đến một cái câu hỏi thi nhé, luôn đứa nào xi măng đi học, đó là các em hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, được chưa ạ? Và liên hệ thực tế các nhà hoạt động chính sách của Việt Nam sẽ làm gì, cần phải làm gì để có thể cải thiện được tầm vóc của người Việt Nam của chúng ta. Đó, nếu mà thi online, thi online thì sẽ là cái câu như thế này. Vậy các bạn đọc thêm sách yếu tố nào ảnh hưởng lên ha. Ví dụ đây là một cái ví dụ mà khi mà tôi phân tích yếu tố môi trường đấy, thì chúng ta có rất là nhiều yếu tố môi trường, từ môi trường tự nhiên đến môi trường xã hội sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Được chưa ạ? Đấy nha, đi học là có cái giá của nó nha. Mấy đứa nào trốn học là đừng có nhét câu hỏi đi nha nha. Được chưa ạ? Rồi, câu hỏi này cô sẽ, bây giờ hiện tại cô vẫn chưa vào được Microsoft Teams, biết vì lỗi gì nữa, chắc là cá mập cắn rồi. Nếu như mà cô mở được Microsoft Teams thì cô sẽ add cho lớp mình và cô sẽ giao bài tập, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội cộng điểm đấy. Và tôi cũng có trao đổi với các sự lớp là tôi sẽ có cộng điểm cho các bạn. Vậy thì tôi sẽ ra bài tập, và trong thời gian quy định các bạn phải viết tay ra, không được đánh máy nhé. Tôi không thích đánh máy đâu, tại vì tôi xem là tương tê thì dễ lắm. Các bạn viết tay, được chưa? Viết họ tên tại số sinh viên đàng hoàng ha, được chưa? Trả lời câu hỏi, được chưa? Và viết những cái gì mà các bạn tổng hợp được, nộp bài trên Microsoft Teams cho tôi ha, và cho cái phần bài tập á trong thời gian quy định nha. Lỗ là tôi không tính rồi ạ. Và tôi sẽ chấm ngẫu nhiên 10 bài. Thường là tôi sẽ chấm 10 bài một đầu tiên. Nhưng mà nếu như mà chấm 10 bài một đầu tiên đó thì có cái chất lượng không ổn lắm, thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên. Cho nên là lớp mình sẽ có thể được ngẫu nhiên cộng được 10 bài. Hoặc là đôi khi xui thì tôi thường là hay phản hồi lại cho sinh viên là em được cộng 1 điểm hay là em sẽ cố gắng học thêm. Tại vì các bạn cũng nghĩ rằng nếu như giả sử mà không được cộng điểm thì đây cũng là một cái phần nhé, để mình biết được mai mốt thi online thì bài test như cỡ nào, được chưa? Thằng nào mà được cô phản hồi là em đã được cộng 1 điểm, bổ sung thêm cái gì đó, rồi tụ lại nhau để ra được cái câu trả lời hoàn hảo nhất. Rồi, chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ hai là sự phát triển về mặt tâm hồn vợ chồng của trẻ em. Đã hết giờ rồi đấy, sắp chuyển nhanh rồi đấy. Đây là trẻ em ngày xưa. Không ạ, đây gọi là tuổi thơ dữ dội của tâm hồn các bạn. Vì suốt ngày đi chơi đến con tôi về nhà nó rủ, mẹ chơi thời gian không? Mẹ biết chơi thời gian không? Biết. Ra dạy ra lấy đá ngồi thành lời lời hỏi. Sau một thời gian sau, nó kêu mẹ, bữa nay lớp con nó có một trò hot lắm, là
ăn ăn chìm để bé không gì đâu, còn đưa ra cái khẽ sưng để bé mắc cái chân của nó luôn. Còn ở đây nó đang dạy tôi chơi bài Uno. Mới đầu mình cũng không biết về cái gì, đánh thua 2 tháng sau nó đánh lại nó quẹt mặt tay luôn. Nó cả chơi xuất hiện cái gì cũng biết vậy. Bởi vì sao? Vì ngày xưa mình lãng không cái gì hàng đi chơi, đúng không ạ? Tinh thần của bây giờ thì sao? Xã hội nó có những cái tốt, quá tốt. Bởi vì các bạn thấy là qua những cái chương trình tài năng Việt Nam, đúng không ạ? Nhanh như chớp nhí, các bạn có thể thấy em bé phải nói thực sự là nó quá giỏi đi. Có những cái kiến thức mà bản thân tôi sống gần 30 mấy đồ bánh chân mà vẫn chưa biết được bằng nó. Nhưng mà đồng thời xã hội cũng cướp đi sự phát triển hồn nhiên của trẻ nhỏ rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sợ không biết cho con chúng ta ra ngoài đường. Trước khi Covid thì chúng ta sợ tai nạn, chúng ta sợ bắt cóc, phải không? Rồi chúng ta sợ con nhà mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa không tốt của hàng xóm. Sợ hàng xóm mắc cái bệnh nào đấy thì con của mình sẽ bị mắc theo, vân vân. Người ta không bê đi, hoặc là nhà bố mẹ ghét nhau, cấm con chơi nhau, đúng không? Có chứ, rất nhiều thứ. Rồi sau đó chúng ta bỏ, bố mẹ bỏ, ông bà bỏ. Cái đối tượng giao lưu của đứa trẻ chính là cái cô ô xin trong nhà. Cô ô xin trong nhà của bố nhận thời gian và phun á, thì người ta chỉ có lau nhà, người ta cũng hỏi lên. Thường thường không ai mà nuôi một cô cỡ như tôi bị trong nhà cả. Bởi vì sao? Nguy cơ mất chồng rất cao, phải không ạ? Ô xin trong nhà phải tính từ U60 trở lên, đồng ý không các bạn? U60 đó là làm việc nhà xong là rảnh rỗi ngồi coi tivi, đúng không? Có thời gian giao lưu với con biết không? Không có. Với trẻ con ấy, bạn của nó là ai? Bạn của nó là iPad, đúng không? Là điện thoại, là tivi. Con bé 3 tuổi nhà tôi á hả, nó mở ra lướt, đúng không ạ? Xong rồi nó quay các bạn. Có cái phần quảng cáo á, nó bấm bỏ qua quảng cáo. Ghê chưa? Đó, bữa nay con cũng coi là nó nói với thằng anh, nó là mở tên ra Việt Nam đi. Đó, bữa đầu thằng anh còn bấm mất bữa nay thế lần giờ thằng anh nữa nha. Bấm cái mất người đồng á, mở tên ra Việt Nam đi. Thế là nó xịn ra. Ghê không? Nó không, nó không cần mẹ nữa, phải không ạ? Chỉ cần có mẹ thôi. Ghê đó. Khi nào mà mẹ cắn một cắn nó bảo mẹ rác rồi, mẹ ơi, nó lắm mới cho mẹ. Chứ còn trước đó không cần mẹ là mẹ gì đâu. Và thời buổi của Xuân Mai đã trôi qua, phải không? Xuân Mai nó không biết hát, còn thời buổi bây giờ là nó không có non trẻ hát đâu. Và qua những cái chương trình YouTube đó, có thể con mình á không cần phải nói chuyện luôn. Có nhiều bà mẹ mang con nó khác với tôi, nói là bây giờ con em không biết nói gì. Bởi vì sao? Nó muốn cái gì đó à. Ê, ông bà, đây là con, đúng không? Đối tượng đầu tiên là ông bà nhiều mà. Sau đó là bà mẹ sẽ không kiên nhẫn hỏi con muốn cái gì, đúng không? Bà nói, ê, con trần trần, con chặt đưa cho mày cho con nhanh, nó khỏi nói gì hết, phải không? Bà mẹ không có nhu cầu dạy con. Thế đương nhiên mình cũng có, nhưng mà mẹ rất là siêng năng chăm chỉ đọc sách với con, để chơi với con. Thành phần đó là thành phần của những cái bà mẹ rảnh rỗi. Phải nói là người ta cũng có kiến thức và người ta phải có điều kiện về mặt kinh tế và thời gian. Đúng không các bạn, lên mạng các bạn con các ngôi sao trong showbiz để con đặt con cái thế này là lúc nào bạn có phải dạy những đứa nhỏ học về quốc tình, đúng không ạ? Cho bản thân tôi đi dạy con tôi về màu là tôi thấy sao lại nó lấy rồi lại có con đi học về dạy cho nó là đó màu vàng thì con xe ô tô màu vàng, mình thấy mình như một con điên về cái trường trẻ như này các bạn. Phải không ạ? Rồi dạy thêm là con vàng tại vì ghé đâu rồi sổ ở cái con thằng thằng nó xin ôn mình đã nắm lại như đời, thế là đủ làm ngôi sao rồi, xin sao rồi. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà rất nhiều bố mẹ không có thời gian giao lưu với con, đúng không ạ? Và nhiên khi đứa trẻ nó không thèm nói luôn các bạn, nó tự kỷ. Và các bạn học cái phần
phần này để làm gì? Để đánh giá để coi đứa trẻ nó có bị bất thường về mặt tâm thần vận động hay không. Đáng ra đứa trẻ đó phải đến tuổi đó nó làm được những cái cơ bản về mặt vận động như vậy, hoặc là nhận thức của nó phải như thế. Nhưng mà đứa trẻ nó không thực hiện được. Có thể đứa bé nó đang bị bất thường về thần kinh hoặc bất thường về mặt tâm lý. Và những cái biểu hiện chậm nói này, chậm tự kỷ, chậm ngôn ngữ ấy, càng điều trị sớm bao nhiêu thì càng tốt với nhiều. Để muộn quá chúng ta sẽ mất cái thời gian vàng trong cuộc đời. Và rất nhiều em bé bị chẩn đoán nhầm là chậm phát triển tâm thần vận động, nhưng thực tế nó không phải chậm phát triển tâm thần vận động mà nó là đang bị không phải bị bại não luôn mấy bạn, mà nó là bị suy tuyến giác, thiếu các môn tuyến giác, thì chỉ cần điều trị bằng các môn tuyến giác thôi thì nó sẽ ok. Vậy thì một cái anh bác sĩ nhi cần phải nắm thuộc cái này để phát hiện. Chỉ cần các bạn nói cho người nhà rằng con của bạn đang có những cái mức chậm phát triển và chỉ cho người ta đi đúng với chuyên khoa, đúng không ạ? Nhưng bản thân mình là một nhà không thiên đâu nha, nhiều khi mình nói cháu con chưa chắc họ đã nghe, đúng không ạ? Hoặc là tôi cũng có một cô bệnh nhân cực kỳ là kiến thức rất là sâu rộng, bệnh nhân online mình tư vấn cho con ạ. Và con đó thì cũng rất siêng năng, gọi dạy con nó đủ các thể loại luôn. Mà con bé là tôi 3 tuổi ra cực kỳ đấy. Cái em bé đó, em bé khi có 2 tuổi thôi, hot tiktoker đấy, đứng nhảy rồi này kia là con mình thích coi nhảy. Rồi bạn đó bữa nay là đang học cái trải nghiệm thiếu nhi đó. Mẹ nó mở điện thoại quay lên rồi nó bảo xin chào các bạn, mình là xin đây là mẹ, đây là bác kia. Trời ơi, giọng mới bắt được luôn, mà những cái giọng bạn kia chát chú có 2 tuổi thôi. Và con mẹ nó cực kỳ là xin dạy con. Cô em chồng trong nhà tâm sự lên phiên bảo chị ơi, thằng cháu nhà em á là nó có vấn đề. Nhưng mà bà đánh giá một số biểu hiện cho mình nghe, rồi mình bảo là thôi giờ nói thật sự là em là chị dâu mình mới bị đây, mình có nói nắm chồng em để nói với bạn nhỏ. Nhưng mà cái nhà kia họ rất cố chấp nha. Các bạn có bảo là con của bạn đang bị vấn đề về tâm thần, có tin không? Có chấp nhận không? Không chấp nhận được thật. Nhưng mà nếu như là một người bác sĩ thôi, đúng không ạ? Chúng ta có cái bác sĩ thì cái lời nói của mình nó sẽ rất là có giá trị rồi. Chỉ cần các bạn nói với người ta là thấy là cái tuổi này con của bạn phải được như vậy, như vậy, như vậy mà không được thì em bé nó có thể là hơi chậm. Hơi chậm đó có thể thay đổi bằng việc là gia đình phải thường xuyên tương tác với con hơn, đúng không ạ? Bố mẹ không có thời gian kiếm một người tương tác với con hơn, hoặc thậm chí chỉ bằng một cái động tác rất đơn giản thôi, đó là cho đứa trẻ đi nhà trẻ đi, đi giao lưu đi, đừng có dựng ở nhà tương tác với mấy ông bà già, đúng không ạ? Tương tác với ông bà già là con giọng nói là phải, giọng độc lập là phải. Thậm chí nó đi như ông cụ nói cách đây sao biết được đứng ngó này ngó kia, nên nó bắt trước, đúng không ạ? Nó bắt trước mà, một trong những bản năng của nó bắt trước. Vậy thì yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm thần và đạo bộ trẻ đó là gì? Chúng ta cũng có yếu tố bên trong, đó là não bộ của nó phải hoàn thiện. Chúng ta không thể dạy cho một cái đứa trẻ bị đau làm toán, đúng không ạ? Phân tích siêu nhiên được. Nhưng đứa trẻ tự kỷ có thể làm toán được không? Có bác sĩ thiên tài chưa? Tài mấy ông tự kỷ cả, đúng không ạ? Cho nên là tự kỷ không có gì là xấu. Chẳng qua là gì, chúng ta chưa tìm được một phương pháp để học thích hợp với cái đứa trẻ đó. Vậy nếu như con của bạn chậm hơn những cái đứa trẻ khác, khi mà đặt nó vào một môi trường của ta thì biết đứa trẻ la, thì nó sẽ trở nên chậm nổi bật, phải không ạ? Cô giáo sẽ suốt ngày phàn nàn với bố mẹ là cháu không này với kia, và cô giáo áp lực vì cô bị ảnh tết mà cô sẽ áp lực nó học. Bố mẹ thấy xung quanh cho con người ta giỏi vậy là áp lực lên con nữa, chứ bố mẹ không tạo ra được một cái môi trường thích hợp, nó có thể giỏi nhiều cái bạn khác, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đi tìm một cái môi trường thích hợp hơn cho cái đứa con của mình. Không có đứa trẻ nào mà không dạy được cả, đúng nhá. Và chúng ta nên dạy càng sớm càng tốt mà thôi. Đó. Vậy thì cái yếu tố bên ngoài, đó là cái yếu tố môi trường tác động xung quanh đứa trẻ.
Và chúng ta sẽ tác động vào đâu? Đầu tiên chúng ta sẽ phải tác động vào cái suy nghĩ của đứa trẻ đó. Nếu ngay từ đầu chúng ta bơm vào đầu đứa trẻ đó rằng là mày dốt lắm chả biết gì, đúng không ạ? Sao mà ngu thế, ngu như bò, đúng không? Chưa thấy là lại ngu như mày. Thì thậm chí chính bản thân đứa trẻ đó sẽ từ bỏ. Nhưng nếu như chúng ta nói rằng con có thể không giỏi cái này nhưng con có thể giỏi cái khác, đúng không? Cho nên bây giờ cái việc mà đánh giá điểm số, chúng ta bỏ hẳn ra khỏi chương trình cấp 1. Con tôi đi học, tôi chỉ biết được là con tôi học tốt môn đó, hoàn thành được đủ nhiệm vụ mục tiêu của môn đó. Tôi không biết được con người khác như thế nào. Con cũng có thể rơi vào top tốt hoặc là top xấu. Và bản thân mình phải tự biết con mình rơi vào top nào. Con tôi thuộc loại top nói chuyện, không là đã đáng, nói chuyện nhiều. Nhưng mà học giỏi thì không có nằm trong cái nhóm đó, đúng không ạ? Nhưng mà mình, con mình không có bị tự tin trong cái chuyện là con người ta, cũng phải so sánh con người ta để mà áp lực lên cái đứa trẻ của mình. Cho nên mình phải bơm đầu tiên, bơm suy nghĩ, thay đổi suy nghĩ thì sau đó mình sẽ thay đổi nhiều thứ, đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái câu đó là gì? Gieo suy nghĩ thì gặp những hành động, gieo hành động gặp thói quen, theo thói quen thì gặp tính cách, và gieo tính cách gặp số phận. Số phận của mỗi người khác nhau, sẽ bởi vì tính cách khác nhau. Ông vợ tôi vừa mới ngồi một ngày dòng ở trên bệnh viện khi đưa bố tôi đi tầm soát ung thư, ngồi từ sáng đến chiều và vô tình ngồi một cái giường bên cạnh luôn, thì có một cái ông bệnh nhân một cái ung thư và cái đứa con của cái gì chắc bố bị khẩu trang nhìn mãi, trở ra ông cái bạn cấp ba của mình. Thế bác đây bác mặt mừng một chặt hồi thì cùng hỏi nghe, hỏi bây giờ bạn đang làm gì, bạn sống có tốt không, phải không ạ? Đó, ăn nhà ở đâu thế? Đấy. Và các bạn biết rằng là có những cái người bạn của mình rất là thành công, nhưng cũng có những cái người bạn của mình nó không được thành công lắm trong cuộc đời. Không phải do số phận đâu, mà là do cái tính cách của mỗi người thôi, cái quyết định hành động và suy nghĩ của mỗi người thôi. Ngày xưa tôi không phải là tự hào, nhưng mà nói chung là thường đi học khá là suôn sẻ. Còn cấp ba thì tôi học trường chuyên Nguyễn Du, dân chuyên toán. Cũng biết sao số phận lạc đến đây thôi, chứ cũng không phải mê bác sĩ gì đâu các bạn, cực kỳ ghét luôn. Số phận bố ít học vì gia đình, nên là tổng lực nó cũng không trong sáng lắm, nó cũng không hay ho gì. May mình tỉnh ngộ sớm thôi, thì cái anh bạn của mình cũng học cùng lớp như vậy. Và bạn biết là đại học mà thì chỉ có một mình tôi duy nhất học trường đại học Tây Nguyên, tất cả các bạn cùng lớp đều bay đến chân trời mới là thiệt hỏi. Và cái người bạn mà mình gặp thì đậu đại học khoa, các bạn thấy bác khoa kinh không, là giỏi như đậu bác khoa. Thì ngày xưa với tôi được 42 bạn thì đậu của bác khoa ra được 5 bạn. Bạn đã học bác khoa 2 năm bị đuổi vì nợ môn. Ngày xưa trường mình thì không có cái mạng bị đuổi, thời bị tôi đi học thì không có kết quả bị đuổi, các bạn được quyền trả nợ. Và có những cái anh chị là nợ trả nợ đến lần thứ 6, lần thứ 7 luôn đó, và cứ thi trả nợ không có mạng đuổi. Nhưng bây giờ thì các bạn là bị đuổi luôn, bây giờ chế độ của các bạn bị đuổi rồi. Và chúng ta vẫn còn có cơ hội lần lại, tức là thi rớt một lần thì mình thi lại lần thứ 2. Nhưng mà hiện tại thành phố Hồ Chí Minh là bách khoa hay là tất cả các trường thành phố Hồ Chí Minh là anh thi lớp một lần anh phải học lại, mà không có được si mê làm lại đâu. Trường mình vẫn rất là nhân từ, và rất nhiều bạn mà bị đuổi rồi mà vẫn còn năng để dạy ôn và tiếp tục cái ngành học tiếp. Nhưng mà bạn tôi là bị đuổi, thế là quay về thi đại học Tây Nguyên, đậu được khoa 8 tin, học một năm chán, cảm giác chán rồi mà. Các bạn bắt đầu chuyển qua luyện, đọc truyện trưởng, tiểu thuyết trưởng, Kim Dung rồi đó, kiếm hiệp hình như đại hiệp rồi các thể loại. Thế là học đại học Tây Nguyên chán, thế là lại thi vào Sài Gòn, lại thi vào Bách Khoa lần thứ 2, đậu, ghê chưa? Và bạn đã học được đủ 4 năm của Bách Khoa, ngành vật lý, y sinh,
Thì tôi nghe bảo cái đó thì bây giờ đang làm ở trong các cái công ty mà bán dụng cụ y tế lại, tại vì trong bệnh viện cũng cần những cái đó luôn các bạn. Tôi bảo không, ngày xưa ta học ta cũng nản nản nên ta học cũng không chăm chỉ lắm, học cho nó có cái bằng thôi. Và ra trường thì bởi vì mình không đầu tư cho nên thực sự ra thì kiến thức và cái đầu ra của mình không đảm bảo, tức là mình không biết được là mình sẽ đi đâu về đâu. Thì cuối cùng anh bạn nó tốn gần 9 năm để sắp được một cái bằng ra làm ông công dân và nhà máy vậy. Thì các bạn thấy rằng bây giờ mình cũng bảo là bảo khi bảo ơi xin đi cho nào học lớp đó bạn cậu cũng bảo không, nó ngại, nó không gặp các bạn đâu, ngại lắm. Không bảo có gì ngại đâu đúng không, nhưng mà các bạn biết là cái số phận mình lăn tăn là bởi vì sao? Bởi vì ngay từ lúc đầu cái mục tiêu học tập của mình nó không được rõ ràng đúng không các bạn? Nên các bạn đừng có chắc là tại sao đi thi môn của tôi lâm sàng thấp là bởi vì các em không trả giá đủ cái sự chăm chỉ. Và rất nhiều bạn bảo em cũng chăm chỉ lắm này, nhưng không, bạn chưa đủ sự chăm chỉ, bởi vì các bạn học nó là mục tiêu ha. Cho nên là qua đây cô cũng nhắn nhủ là nếu như bây giờ mà bạn nào năm thứ tư rồi mà vẫn còn đang lơ mơ lờ mờ, đang còn nghĩ rằng tôi đang học cho bố mẹ của tôi, thì các bạn nên suy nghĩ lại việc chúng ta có nên tiếp tục đi học hay không, hay là đổi một cái ngành khác thích hợp hơn. Các em định là các em đang học cho các em, học cho chính bản thân mình, và cái nghề của mình sẽ cứu giúp được cho những người khác nếu như các bạn trả giá đủ sự chăm chỉ và khéo léo trong tay nghề. Mình học ra được cái bằng thôi mà còn không biết được là mình sẽ làm gì đúng không ạ? Đối mặt với một bệnh nhân mà chúng ta còn đang lóng ngóng thì chúng ta đang thấy rằng là các bạn đang giết người, chứ chúng ta không có cứu người đâu, không liên quan lắm đâu đúng không ạ? Đồng rồi tôi vừa tổ chức đi 6 thi và các bạn biết chấm điểm thi của 4 vòng cộng lại có những anh chị được có 2,1, nghĩa là một vòng chưa đến 0,5 điểm, thậm chí có người không điểm ở một trạng. Và kêu rằng ra đề khó, sự không khó đâu, bởi vì tôi chỉ cần anh quyết định thôi. Có những cái phòng đơn giản là cho một bệnh nhân bị tiêu chảy với các triệu chứng của một bệnh nhân bị mất nước, tôi đặt câu hỏi là bạn có quyết định cho bệnh nhân này nhập viện hay không? Xong qua vòng đó, nhưng mà bạn ấy cho bệnh nhân về thì bạn đang rớt. Tôi chỉ cần một câu thôi, có hay là không, tôi chỉ cần một cái lắc đầu của bạn thôi thì bệnh nhân có thể sống, hoặc một cái lắc đầu của bạn là bệnh nhân chết đúng không? Cho nên là cái nghề của mình thì cái suy nghĩ của mình tích cực là một, nhưng mà phải chín chắn nữa thì các bạn đã đủ lớn rồi. Các cái sự phát triển về tâm thần và tập của trẻ em sẽ được đánh giá vào 4 cái mốc. Mốc đầu tiên là trẻ làm được cái gì đúng không ạ? Trẻ khéo léo ra làm sao, đó là body của chúng ta. Chúng ta sẽ phát triển về mặt ngôn ngữ đúng không ạ? Đó là những cái lời nói và mối quan hệ tương tác với những người xung quanh. Có những cái bạn cũng quét nhà nhưng mà có đứa thì nó quét rất là sạch sẽ gọn gàng, nhưng có đứa thì quét mù ra, đó là không khéo phải không ạ? Không khéo đó không phải là do tay chân nó vụng về mà là do sao? Nó lười. Đầu tiên suy nghĩ là lười đấy, giống như không muốn nấu cơm thì phải nấu cơm cho thật là dở thì bữa sau bố mẹ sẽ không kêu mình nấu nữa đúng không? Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học khỏi quên, phải vậy không? Đó là đầu tiên mình lười đấy, lười để trốn tránh nhiệm vụ đấy. Cái thứ hai là không được tập luyện thường xuyên, vậy là cái thằng mà quét nhà càng dơ thì phải cho nó quét lại, quét cho đến khi nào nó sạch thì thôi đúng không ạ? Cho không phải là mày quét nhà dơ đó, mày nhà quán dơ đó, tôi khỏi làm. Đó là sai lầm trong cái chế độ giáo dục con cái của các bậc phụ huynh hiện nay. Con mình thì học tội vất vả quá, đừng làm đúng không ạ? Về nhà bảo nó rửa mấy cái chén mà nó làm vỡ thôi, mày vỡ mấy cái chén của mẹ thôi, mày lên mày nghỉ đi. Chính vì như vậy
chúng ta đang nuôi được cả một cái thế hệ hút máu trên đầu của mình. Các bạn đi về Tết vừa rồi, các bạn vừa mới xuống xe xong, bóc điện thoại lên, đúng không ạ? Rồi gọi ngay cho bạn và hết tao về nhé. Và bắt đầu là một cuộc họp lớp kéo dài từ 26 Tết cho đến ngày mùng 8 Tết. Họp một ngày ba cử, cử một ở quán cà phê, cử hai ở một nhà nữa nào đó hoặc là quán nhậu, đúng không? Cử ba là đi qua cũng một quán cà phê hoặc là quán nhậu nào đó. Họp từ cấp bộ giáo cho đến cấp đại học. Bao nhiêu bạn cùng đi chợ trắng tết với mẹ mình, về nhà sắp xếp đồ của mẹ mình, cùng mẹ rửa chén, cùng mẹ lau từng cái góc trong nhà, cùng mẹ nấu bữa cơm gia đình. Hay là chúng ta đang mãi coi bóng con bông rồi cho mẹ mình nó được gà, thì sự có bỏ con gà là không đơn giản mà. Thời buổi online mẹ đi chợ làm gì để con bắt điện thoại lên nhấn. Thì lúc đó là con lưỡi con yếu quá, tại vì nó nhấn xong để tự động nó bắt đi mình qua cho cái thằng ship. Tôi tư vấn gặp những cái người mà than thở, của mẹ than thở, con của mình lớn lắm, đúng không ạ? Lấy vợ rồi đấy, nhưng chưa biết việc nhà, biết gì đâu. Sợ quá, sợ con mình bị vợ bỏ, tôi bắt con trai tôi phải làm việc nhà. Ngay lập tức, ông bà ngoại tôi vừa mới chửi tôi đem qua sao? Con ạ, cháu nó lớp 5 rồi, nhiều kiến thức lắm. Mày bớt bắt nó làm việc nhà đi, dạy nó biết làm là được rồi. Chứ đừng có thấy nó làm được rồi cứ bắt nó làm hòn. Việc nhà gì ghê, có mỗi cái rửa chén, có mỗi cái một cái việc phơi quần áo, bắt quần áo thôi. Tôi phải chưa sai cái lau nhà với bếp nhà mà, đúng không? Nó ta việc cơ bản mà. Mà ông bà ngoại là phản đối. Mà Tết vừa rồi nó rửa chén nó vừa làm vỡ cho tôi mất bốn cái ly cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn để uống rượu ấy. Cái bộ ly 6 cái, mua gần 600 ngàn. Nó thả chén bén một phát, mày mua tay màu bốn cái ly. Trừng nè, bốn cái ly nhau ra 100 ngàn nha, trừng đi mày xịn. Đúng không? Giá trị là phải trừng chứ. Đó, nó chấp nhận cái trường mà. Xong nó làm vỡ có một cái ly kỷ niệm của tôi. Một cái ly khuyến mãi, một hàng khuyến mãi đi siêu thị á. Tôi mua cho tôi một cái ly màu vàng, hai cái ly màu vàng, hai cái ly màu trắng. Thì nó làm vỡ mất một cái ly màu vàng. Sau đó nó làm vỡ, nó không nói làm gì hết. Xong nó từ từ nó đi qua bàn sắm với chị nhà bán thắt máy, nó mua một cái ly cũng có hình con mèo luôn, không giống y như vậy. Xong nó về nó nói là mẹ ơi, con lỡ không làm vỡ cái ly màu vàng của mẹ, cái ly con mua hay là giá cho mấy bạn nha. Xong như là con làm mẹ cho nên này mà chửi con. Nó thật sự bảo vãi không ạ? Nó thật ra tôi cũng trung thành với một cái quan niệm là mẹ lười thì con nên lười. Vì không ai sống đời ra cho con được hết. Một cái ví dụ điển hình là cái đợt Covid vừa rồi, thành phố Hồ Chí Minh 17.000 trẻ bị mồ côi các bạn. Và có những cái đợt mà chúng ta gọi là giai đoạn đầu cách ly chỉ thị 14-15, một người bị mắc, một nhà bị mắc thì cả xóm trong dân, đúng không? Và nếu như bố mẹ cũng có rồi, thành phố Hồ Chí Minh có rồi, bố mẹ F0 bị bắt vào bệnh viện dã chiến cách ly, những đứa con F1 ở nhà, một thằng anh 10 tuổi, nó có cả hai đứa em nhỏ, hàng xóm thì cũng bị cách ly, và bà ngoại nó thì ở vùng khác. Ai lo cho ba đứa trẻ đó các bạn? Chỉ cần một việc thôi, đứa trẻ đó phải thuộc thôi, đó là phải biết cách tay sửa cho em, đúng không? Phải biết cách nấu mì tôm thì nó mới có thể sống được qua những ngày hôm sau để chờ xã hội giúp đỡ. Bây giờ một cái việc cơ bản như vậy, tôi bảo con tôi cần bếp ga và một bà bạn là trời cháy nè nó, cái chân nó bị bỏng nó. Dạ bà con tôi cắt răng mà bà bạn chuỗi mà hai đời là lúc mà tôi luyện con tôi đó là tôi đang
Thì một mày nó không cắt như này, đúng không ạ? Nhưng mà các điều là cắt xong rồi sang thức ăn, canh ngang quá thì nó cắt sâu, cắt còn sâu cắt phải hình rồi. Đúng không ạ? Tôi bảo cắt lên, tôi bảo đây là đẹp đó con. Ông, và nó bảo, mẹ có biết coi ông đi ăn đi ông gì đó, cái gì, coi cái gì cuộc sống sinh tồn đó. À, bảo ông đó, mình ăn xong, bảo ừ, thì con ăn đi. Nó bảo chỉ đó, bảo con ăn đi, sau nó rau sạch, nó sau nó rau sạch. Thế nên nó có lại kỹ năng, đúng không ạ? Và kỹ năng nó phải luyện, và rất là nhiều. Phát triển về ngôn ngữ, đó là sự giao lưu, đó là kinh nghiệm thứ hai. Mà cái chính cái ngôn ngữ đó nó sẽ thấy là chúng ta khác với loài vật, phải không ạ? Thì dạy sẽ biết nói trừ khi người con người đi thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có câu là gì ạ? Chim khôn thì kêu tiếng rạng rang, mà người khôn thì nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Có nhiều cô này theo giáo sư Lê Thọ Dương nói, và phụ nữ thì có ba loại: vừa xinh, vừa khéo, đúng không? Khéo là trong cái việc về cái tay chân, nó nói về cơ bản để chúng ta thế này: vừa xinh mà nói chuyện vừa dịu dàng dễ thương. Cái loại thứ hai thì vừa xinh mà nói chuyện vô duyên bỏ sự. Loại thứ ba là vừa xấu mà lại vừa vô duyên nữa, đúng không ạ? Cho nên là các bạn phải biết rằng là trong cái cách cư xử với người xung quanh nó sẽ quyết định rất là nhiều trong thành công của mình. Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi là tại sao mình học giỏi như vậy? Ngày xưa có ba bạn thuộc được top 10 đúng không? Top này top kia, con làm ra ngoài đời bạn không thành công mà những người khác. Ngay cả trong môi trường của chúng ta đây, khi các bạn mai sau có bạn ra trường ấy, thì sau khoảng 10 năm học lại, các bạn sẽ cũng sẽ phân biệt lại bởi vì các bạn giỏi, học thân là giỏi, chưa chắc là thành công. Vì cái cứ học tèn nhiều hơn thì nó khi là thành công. Và tại sao bây giờ trong cái quy định học tập của các bạn có một cái mạng mà hội sinh viên bắt buộc các bạn phải tham gia, đó là bản điểm rèn luyện. Trong cái bản điểm rèn luyện nó có cái bạn là đi cổ vũ được cộng bao nhiêu điểm, rồi tham gia chương trình này bao nhiêu điểm, rồi tham gia bóng đá cộng bao nhiêu điểm, đúng không ạ? Bởi vì đó là chúng ta đang phát triển kỹ năng mềm. Cái EQ ấy, của những đứa cao sẽ thành công hơn những đứa có IQ cao. À, bởi vì sao? Qua cái cách mình cư xử. À, bây giờ trên TikTok bao lâu cũng có những cái video clip mà người ta nói rằng là ăn cư xử không được rồi đứng cư xử đúng. Có nhiều bạn đi xấu rồi nhắn tin vào cho tôi vào nửa đêm, 11:45 đêm nhắn tin cho tôi: cô ơi, chúng em sau khi học và quyết định như thế này. Đấy, chọn phương án 2. Chứ đó là tụi con nhắn một loạt là tôi sẽ chọn điểm như vậy cho các bạn như vậy. Nhưng mà các bạn nên biết là thường á, nếu như không có việc gì gấp thì từ sau 9 giờ rưỡi đêm hạn chế gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho người khác, trừ khi là bố mẹ của mình, đúng không ạ? Nhưng các bạn gửi cho bố mẹ của bạn đang giờ nó là một cái cụ lớn rồi, đang nghỉ ngơi rồi, 10 giờ đêm mà nhận một cái cuộc gọi điện thoại của con, đúng không ạ? Mà lỡ như mà ông bà không nghe được, lúc mà bốc lên nghe thì cũng hồi hộp con mình có cái gì không, phải không? Mình lỡ xui cái là bạn gọi xong rồi kiểm tra nhá máy nữa để bố mẹ gọi lại, bố mẹ không nghe được thì các bạn biết mất ngủ không, lo lắng không? Gọi cho một cái người nào đấy xong cái đầu tôi nghĩ là tại sao giờ này người ta gọi là nghĩa là người ta cần mình, người ta rất là cần mình hỗ trợ thì mới gọi, chứ không phải là nhắn tin mà nhờ đó. Cái đó là sự bất lịch sự, đúng không em? Cho nên em muốn được tốt hay không là do cách ăn ở của mình. Nói vậy đấy, coi lại cách ăn ở. Ngày xưa tôi chủ nhiệm của lớp 6, xong rồi nó họp vì cái tổ kỷ luật là trong thời điểm thi mà quấy lên quấy xuống á, bị giám thị bắt. Đấy, thì tôi cũng bảo là thôi nó trưởng họp đi rồi làm biên bản lớp rồi chúng ta họp lớp thôi. Xong ngay bạn nó trưởng gọi lại là cô, chắc cô phải xuống thôi,
chứ bạn này mới bị quen là đầu đường xá chợ lắm, cái như vậy không có chịu tiếp nhận. Thì bảo ừ thì ok cô cũng xuống. Và xuống thì mình cũng nghe là vì sao em ấy bị kỷ luật. Thì bạn ta nói nó là bất xúc rồi, bởi vì thứ nhất là đề thi là ngoài đề cương của giáo viên cho, cho nên em không học bài, bỏ thật đó. Lỗi tại ai? Không phải lỗi tại giáo viên. Tại vì sao? Trừ khi người ta ra đề ngoài nội dung chương trình học thì đó là lỗi của người ta nha. Còn cái đề cương nó chẳng qua là chỉ giúp cho các bạn định hướng được các bạn học gì thôi, học tập trung hơn thôi. Nên cái việc mà tập thêm là việc của các bạn. Cho nên là cái đó là lỗi của giáo viên. Là bạn đã nói là đề không trúng, đề 3 câu và 2 câu ngoài nội dung rồi, em không học bài, em không làm bài được. Thế thì em mới quay lại bạn hỏi đằng sau. Ngày xưa chúng ta cũng không có cái đạn mà của các bạn là hay biết đúng không ạ? Quay lại đằng sau hỏi thằng đứng cạnh là em, mày làm được không? Hỏi thăm đúng không? Thì thằng kia nó cũng kêu tao không làm được. Ngứa mỏ lại nói một câu, chợ sao ra cái đề gì mà nó ngoài đề cương, giám thị bắt. Ai bảo cái tội gì? Là lỗi xin không lỗi, cái mồm khép lại như chuyện khác. Đúng không? Đó là bạn mới bảo là em không có lỗi. Em đâu có hỏi mà hai đâu không có lỗi. Nhưng mà các bạn phải biết rằng là giám thị người ta không nghe được nội dung của các bạn đâu. Người ta chỉ cần nhìn miệng của các bạn nhít thôi. Ta có quyền bắt. Đúng không? Lỗi là của bạn lần thứ hai. Rồi, bạn ta đứng lên. Thôi thầy ơi, thì hai em đi, em có gì đâu, không có nói gì đâu, thì chỉ có trở lại. Thì chắc là cũng có trình bày. Nhưng mà chắc là trình bày các anh ở đó không đúng, các bạn nói không khéo. Các ông thầy cũng không có chịu. Và cô ấy nói một câu là thầy đó em đã xin rồi mà không có cho. Thầy đó là lấy việc công trả công tư. Ủa? Thứ nhất là ông thầy đó, ông đâu có gánh bạn đâu. Đúng không? Nghĩ ngày xưa ông thầy cũng nhấp nháy bạn, tán bạn mà bạn không chấp nhận mình mới gọi là lấy đi công giả thầy tư chứ. Ủa cái chuyện gì mà đến mức độ mình dùng cái từ ngữ như vậy? Tôi nghe mà tôi buồn cười kinh khủng luôn á. Đó là bạn không thấy lỗi của mình mà chỉ thấy là lỗi của người khác. Và xin thưa với các bạn, trong cái chuyện xin xỏ luôn, bạn xin là chuyện của bạn, cho hay không là quyền của tôi. Tôi cho các bạn trước tất các bạn là cảm ơn tôi. Các bạn sẽ nói tôi và cô đang dễ dãi lắm. Và cô đã ngu có bị mình lừa rồi. Tôi cũng từng gặp giáo viên thuộc dạng ngu bị lừa là gì? Sinh viên là xin cho em nghỉ vì mẹ em chết. Và chết cái tay là trong vòng 2 năm. Vậy các bạn. Cho nên tôi quy định luôn là em xin nghỉ ok. Lý do phải chính đáng. Lý do có người chết, bà ơi em cứ về nghỉ 3 ngày nhưng không sao, cô không cấm thi em, của cô tôi lại cho nghỉ tối đa là 4 ngày, đến ngày thứ tư trở đi là cấm thi. Nhưng mà nghỉ 3 ngày cô không cấm thi, cô không trừ điểm em vì lý do là gia đình mình mất là đúng. Nhưng mà chỉ giải quyết tư thân phụ mẫu, chúng tôi cũng vậy mà, đi làm tư thân phụ mẫu mà. Và sau khi đi lên, em phải nộp cho cô giấy chứng tử, sổ khẩu á. Gia đình có tên em là có cái người mẹ của em á, thì phải có cái đại người ta đi vào đó là tử vong hoặc chết chết. Tại vì sao thời buổi bây giờ không tin được ai hết các bạn, đúng không ạ? Cho nên là cái cách hành xử của các bạn nó sẽ quyết định được là người ta như thế này. Và trẻ con dạy cho nó từ lúc nào, dạy từ lúc còn trẻ con không cơ, đúng không? Các bạn đã từng thấy một đứa trẻ mà đi siêu thị ăn lộn ra khóc á, muốn cái gì nó sẽ dùng cái vũ khí đầu tiên, vũ khí sinh học đầu tiên là nước mắt. Âm lượng gào càng to, pho mì vậy ta đúng không? Mình có vũ khí để trị nhân. Ngày xưa tôi cũng từng ăn lộn như vậy, rồi mỗi tôi xách ngay một cái que roi quất cho ba phát quán biết bê mông chạy về nhà ngay lập tức. Thằng buổi bây giờ đi trên siêu thị đóng gì đánh không? Đánh cái là ngay lập tức được lên live stream liền. Một ông bố bạo hành con giữa siêu thị có mắt đàn thời điểm này ABCD các thể loại.
Những đứa trẻ hưng như thế thường là bị nuông chiều. À, chiều em quá, nó hưng phải khóc như vậy thế. Nhưng nó khác từ đầu, tâm sự đứa trẻ đó, đúng không ạ? Hôm nay sẽ được đi như vậy. À, hiện tại mẹ không có tiền, nên là chúng ta không chỉ đi xem thôi, không mua nhá, không có tiền đâu, đúng không ạ? Em đồng ý đi, không đồng ý ở nhà, đúng không? Rồi ăn cơm vậy, tại sao phải ăn để ăn đi con, ăn đi như này đi các kiểu, đúng không? Không ăn thì nhịn, nhịn một bữa không chết, nói thẳng với các bạn vậy. Và nó ảnh hưởng dinh dưỡng thì nó phải nhịn một tuần nó mới bị suy dinh dưỡng. Cho nên con nhịn từ sáng đến tối không chết được đâu, đảm bảo luôn. Bởi vì nó không ăn cơm thôi, nó vẫn ăn xì nắng, nó vẫn ăn khô mai, nó vẫn uống sữa, sao chết được, đúng không? Vậy thì muốn con ăn cơm thì phải làm sao? Cắt hết xì nắng, cắt hết khô mai, cắt sữa. Bữa nay không ăn thì bữa phụ nhịn. Ok. Và con tôi cũng cần như vậy. Sau khi nó kêu mẹ đổ đi, buổi tối mẹ ơi con đói, ừ nói là con nước đi con. Bà nó khóc nó nhầy, cậu bây giờ mẹ dạy con gì con ạ? Mẹ không có làm gì hết, chứ không phải là lúc đó nó khóc nó nhầy là đi mua mì tôm hay ông ngoại để tôi đi thời điểm mà tôi đi học công học. Và con của tôi ấy là mưa rơi ra rồi mà ông ngoại còn phải vác xe ra đường đi mua phở cho con thôi. Mà ngoại kể mà con mày ăn được lắm, nó không nên là ăn phở này đi. Tôi đi tôi bảo nó chắc bây giờ tại sao ông bà ngoại chiều như vậy. Bây giờ mẹ cứ nghĩ thử con, là bây giờ bố đi ra ngoài đường cửa xe đặt trúng cái thằng đỡ hơn tâm hồng mà nó phóng xe ra đắt một phát, sợ lên chuyện rồi nó làm sao nhìn cháu đi đôi mắt tâm hồn vì mày. Cho nên là tôi nhìn con tôi với lại đôi mắt kẻ thù vì mày mà tao bắt bố à, đúng không các bạn? Nên nó không phải chiều kiểu đó. Tôi cho con tôi nhịn luôn, nó đói chứ, tại vì vật vã mà, và bản thân tôi không cho ăn vặt rồi. Tôi chấp nhận rằng nên nó tôi có thể bị nhầy mất ngủ. À, bên này cùng lắm là cái đầu đến khoảng cỡ 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thôi. À, xong nó mệt, nó làm nó ngủ mất tiêu rồi. Có nên nghĩ trong giấc mơ thì cả cha mày cũng đúng không ạ? Các bạn biết là cơm gió trở lên đã qua không? Đúng không ạ? Tự lúc ăn, ăn được bao nhiêu thì ăn, nhưng mà không ăn nữa, ok, dừng. Nó phải chịu trách nhiệm với cái chuyện của nó. Chúng ta không được giáo dục chịu trách nhiệm với hành động và lời nói của mình từ bé. Lấy gì đến khi 16 tuổi đi bầu phiếu quốc hội quyết định ông này sẽ là quyết định tốt cho cuộc đời mình. Có biết cho ông đó là ai đâu, phải không? Các bạn không bao giờ được tập từ những người nhà nhỏ nhỏ, đúng không ạ? À? Đi chợ không biết mình là nên mua cá hay mua thịt đấy, đi học không biết mặc quần áo kiểu gì cho nó phù hợp, thì làm sao mà nói là các bạn ra đời các bạn sẽ chịu trách nhiệm với chút nhiều người khác. Tập cái này tập từ mình nhỏ thôi, từ chút xíu một á, đúng không ạ? À? Nên là cái giáo dục hiện tại của chúng ta thì sai lầm rất là nhiều. Và các bạn cứ đi ra ngoài đi, sách dạy, nuôi dạy con là một trong những cái sách mà bestseller, đúng không ạ? Bestseller. Rồi, về sự phát triển của trẻ em thì người ta chia ra làm ba loại. Thứ nhất là sự phát triển mà mặt vận động, ha, lời nói là tâm lý. Đó. Thì cái này nó hơi khác với lại cái chương trình cũ của các bạn. Chương trình cũ của các bạn thì cái phần này người ta sẽ ghi là sơ sinh phát triển như thế nào, rồi tuổi từ 1 tháng phát triển đến thế nào, 1 tháng đến 3 tháng, 5 tháng. Thì cái phần đó các bạn sẽ đọc thêm ha. Và cô chỉ nói đây là một cái phần mở rộng mà cô sẽ nói thêm là cái sự phát triển về mặt vận động á, thì nghĩa là trẻ làm được cái gì. Khoảng sơ sinh thì tư thế bình thường của trẻ sơ sinh á, là tư thế nằm ngửa, tay chân co như ếch, bởi vì nó có sự tăng trương lực cơ sinh lý nha, nó hơi co lại, đầu hơi nó hơi lệnh lệnh ra phía sau. Về khi trẻ được 1 tháng thì bắt đầu nó sẽ hơi ngóc
được cái đầu lên và có thể giữ vững được trong vòng vài giây. Nghĩa là các bạn, các cái cơ của trẻ đã phát triển rất là tốt rồi và nó bắt đầu thích thú với cái việc là vận động ha. 2 tháng thì khi bé tư thế đứng, các bạn thấy là tư thế đứng như thế này, gọi là tư thế dựng thân, thì trẻ có thể giữ được cái đầu khá là lâu, có thể không cần phải đỡ vai. Để trước đó khi mà mình bế trẻ thì mình phải luôn luôn là giữ tay ở cổ để tránh cái việc là cái đầu nó bật ngửa ra sau mình không thể gãy xương ở khu vực đó tổn thương ha. 3 tháng thì các cái cơ vai nó đã rất là mạnh rồi, cho nên khi mà các bạn cầm tay kéo lên thì có thể nâng được đầu lên trên. Đây là một cái mức để đánh giá rất quan trọng. 3 tháng mà khi mà các bạn thực hiện cái động tác như thế này mà cái đầu cái bé nó không thẳng lên theo mà cái đầu nó cứ ngẩng ngửa đấy, rơi tự do cái đầu, thì có thể em bé bất thường về thần kinh, bắt buộc sẽ phải chỉ định cho bé vai, có thể là nó bị rụng não hay gì đó ha. Rồi 4 tháng là giai đoạn mà em bé có thể lọc tốt ha. Đầu giai các cái giai đoạn đầu và tứ chi nó sẽ cân xứng với nhau, tay chân nó sẽ hoạt động, hình như là nó muốn ngóc đầu lên thì tay nó sẽ bị chống xuống, nó không có gian cái tay mà đầu ngẩng lên được, đúng không ạ? Và 5 đến 7 tháng thì em bé đã có thể lật rất là tốt, hai đầu rất là vững, có thể chuyển từ nằm ngửa sang nằm sấp và từ nằm sấp sang nằm ngửa, nghĩa là nằm trong tư thế xoay tròn, chủ động về mặt các cái vận động. Và một khi ta đã ngóc đầu lên rồi, đừng hòng đè đầu ta xuống, đúng không ạ? Ngóc đầu lên rồi là sẽ chuyển thành từ tư thế bế ngửa sang tư thế bế ngồi, đứng như thế này thì nó mới chịu, mà không bây giờ nằm ngửa là đau nha, nằm ngửa là đau luôn, phải tìm cách nó ngóc, không ngóc là nó lật. Rồi 7 đến 9 tháng là giai đoạn mà em bé đã có thể ngồi được ha, ngồi được bởi vì các cái vùng tay nó đã mạnh, nó có thể giữ được vững mà không phải đỡ, không cần người đỡ. Rồi từ 10 tháng trở đi thì em bé hoàn toàn ngồi và có thể triển khai một cái tư thế mới, đó gọi là tư thế bò. Tư thế bò. Và chúng ta trong gian chúng ta có một cái câu nói là gì? 3 lẫy 7 bò 9 tháng lò lò tập đi. Là 3 tháng tuổi thì em bé sẽ bắt đầu tập nghiêng, lật. Và 7 tháng thì em bé sẽ ngồi vững và bắt đầu sẽ tập bò. Và 9 tháng thì em bé sẽ bắt đầu những cái động tác để bước đi, đó là kéo người lên để đứng, đúng không ạ? Và có một số bé rất là sớm thì có thể có những cái bước đi cơ bản là dò tập đi. Rồi 10 đến 12 tháng thì là em bé đã đứng rất là tốt, đứng vịt, đầu tiên là đứng vịt trước, kéo cái tay, rồi lúc này các cái cơ ở ngón tay đã bắt đầu là vững chắc, và cái bảng này các bạn sẽ thấy là nó sử dụng bàn tay rất là khéo. Và khi nó đã đủ cái độ bán kéo mạnh thì cái chân nó cũng nâng được cơ thể nó lên. Em bé sẽ bắt đầu trong tư thế đầu tiên là tư thế đứng vị. Sau đó nó sẽ đi tường và đi, người ta gọi là giai đoạn đi men, đúng không ạ? Nó không thích hiện tường nữa thì nó bắt mình cúi. Đây giai đoạn này là ao lưng mỏi cổ của các bậc bà đây. Đó, không chịu ngồi yên nhưng mà cũng không chịu bò, bế nó thì đứng đạp trên lên người nó leo lên lên cao đó, và em bé luôn luôn di động ha. Và đến khoảng cỡ 12 đến 15 tháng thì lúc này em bé đã giữ thăng bằng rất là tốt rồi, vùng tiểu não của em bé đã phát triển hoàn thiện rồi, nó giữ cân bằng rất là tốt và em bé có thể đi được trên mặt thẳng thẳng như đây nha. Và từ 15 đến 18 tháng và lúc này nó thích ứng với tốc độ mới, cho nên trẻ có thể chạy chạy được. Mình hay có cái câu là chưa học bò là đang học chạy, thì có một số đứa trẻ cứ bỏ qua một số giai đoạn, ví dụ như là các bạn thấy là có nhiều bé là nó không lật luôn mà nó chuyển qua là ngồi, hoặc có nhiều đứa luôn là không chịu tập bò mà đứng thẳng luôn, thì nó có thể nó bỏ một vài giai đoạn. Nhưng mà tương ứng, ví dụ như là tương ứng với cái giai đoạn bò thì em bé có thể là ngồi vững, chỉ cần em bé nó ngồi vững thôi. Còn có nhiều đứa nó không thích bò mà nó chỉ qua lết để thêm mông lên, cái tay kéo ít thêm mông, các bạn thấy không ạ? Và con đứa nó trường á, bị thích á, là đọc các trường các bạn học quân sự đúng không ạ? Người ta trường lên, nó trường lùi, bị sai tay trên mắt vận động ok
giai đoạn chinh phục các cầu thang. Con người của chúng ta thì có một số cái bản năng rất là hay. Thứ nhất đó là bản năng chinh phục đỉnh cao. Và đang nằm ngửa thì cái tầm mắt nó nhìn chỉ khoảng cỡ 5cm thôi, đúng không các bạn? Nhìn xung quanh 5cm thôi. Và khi ta lâm gái là tầm nhìn của chúng ta được nâng lên khoảng cỡ 20cm. Và khi ta ngồi khác thì tầm nhìn nâng lên khoảng cỡ 50cm. Đã đứng một cái là thấy tầm nhìn 75cm liền, phải không ạ? Và lúc này chúng ta sẽ tìm cách chinh phục các thể loại cầu thang. Đó là nó đi lên, nó đi lên, không biết đi xuống. Đó, nó bò lên mà. Và khi mà nó đi xuống ấy, thì nó sẽ cũng cái tư thế đúng đi đi lên. Nghĩa là nó quay cái đít nó lại để hai cái chân đi xuống chứ từng bò. Ha, gọi là đi bò lùi. Thì đó là cái tư thế đi cầu thang đi xuống. Khi nào mà em bé có thể tự lên xuống cầu thang, tức là chúng ta bước một bước rất hoàn chỉnh, đúng không ạ? Từ trên bước xuống như thế này là cái giai đoạn mà em bé phải từ 2 đến 3 tuổi. Còn trước đó là ta đi thế này nhá, đi lên cầu thang, quay đi lại đi lùi. À, đó là bản năng. Ở trên mạng thì có một cái em bé mà gọi là chị biểu diễn đi lên cầu thang đi xuống á, tụi con rất là buồn cười luôn. Tức là bạn ta đi lên cái cầu thang thì ngay lập tức bảo say đít lại. Đó là cái bản năng của các em bé của mình. À, rồi từ nhảy thì khoảng cỡ 4 đến 5 tuổi thì nhảy lò cò, tức là có thể đứng được vững bằng một chân. Ta đứng một chân như thế này, trước đấy nó có em bé đứng một chân là không được đâu, được chưa? Phải đứng 2 chân. Và 3 tuổi thì có thể đạp được xe đạp, đạp được các loại xe đạp, xe tròn chân, xe scooter của mình á, thì các em bé có thể đi bằng các loại xe như vậy được. Và có thể giữ thăng bằng xe ba bánh, giữ thăng bằng được. Và từ khoảng 3 tuổi là nó biết được những cái phối hợp động tác tay và chân ha. Tự nhiên thì nó có thể vẹo ra ngoài đường rất là nhanh chóng, cho nên là bố mẹ cũng tập xe cho con thì phải kiếm được những cái khu vực mà trống để tránh tình trạng mất an toàn giao thông. Rồi cái sự phát triển về mặt vận động thì trong các sự phát triển đó phải kể đến đó là động tác của cái bàn tay. Vì chúng ta khác biệt với các loài động vật ở chỗ là tư thế đi và cái sự khéo léo của bàn tay, đúng không ạ? Vậy thì cái sự phát triển về mặt cơ xương khớp của mình á, thì nó sẽ phát triển các cái cơ lớn trước, cho nên các cái cơ đùi này, cơ lưng này, cơ cổ nó sẽ phát triển rất là sớm. Các cái cơ ở bàn và ngón sẽ phát triển muộn hơn và sau. Nên khi mà các cơ ở bàn ngón nó phát triển hoàn thiện thì lúc này cái bàn tay của mình nó sẽ tăng được độ khéo léo. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là các cái em bé nhỏ sơ sinh thì lúc nào nó cũng trong tư thế nắm tay như thế này, không bao giờ mở ra ngay, nắm tay. Và nếu như bạn đặt cái gì vào lòng bàn tay nó thì lúc nó càng nắm chặt hơn. Nhưng khi bắt đầu nó lớn dần lên thì bắt đầu cái tay nó có xu hướng mở ra dần. Nhưng nếu như nó muốn cầm đồ vật thì nó sẽ dùng các cái ôm mô út để nó hút hai cái tay nó đỡ, có nghĩa là nó ôm bằng ôm mô út. Và đến khi em bé nó khoảng 4 tháng tuổi thì bắt đầu nó có cái giai đoạn và phải giai đoạn khám phá tay. Đó là các bạn sẽ phát triển, em bé thấy là rất là dễ thương ở một đoạn 4 tháng tuổi là một cái giai đoạn mà không còn ngủ nhiều nữa. Từ 3 tháng trở đi thì giai đoạn nó ngủ đi. Và lúc đó cái thứ nó khám phá xung quanh. Các con bố mẹ cứ nói là keo đồ lên trên nôi. Thực sự là các con quá xe tầm nhìn của một cái đứa trẻ. Tầm nhìn của một cái đứa trẻ sơ sinh chỉ trong vòng 20cm đổ lại thôi. Không hơn không các bạn. Cho nên là nó nheo nhạt rồi kêu mấy cái thứ tầm đen trên nôi của nó thì chẳng qua là mẹ nó nhìn đẹp thôi chứ chẳng qua nó chẳng thấy được cái gì đâu, đúng không ạ? Cho nên nó nhìn bằng cái gì xung quanh nó. Nôi ấy là tuyệt đối cấm để lốm bông lốm đồ trong nôi, bởi vì nó có thể gây nên đột tử ở trẻ nhỏ. Cái đó nó chỉ cần đổ xuống là đè cái em bé đâu cũng biết đẩy được. Cho nên là trong khu vực nôi á là không được để đồ lung tung, đâu có đồ chơi đâu, đâu biết cầm đồ chơi đâu, đúng không?
đưa tay lên nghiên cứu mà nghiên cứu xong này thì biết không bảo với mồm phải không ạ? Cho nên các bạn biết là cái bản năng đầu tiên mà em bé nó lặn á là nó lặn nguyên cái nắm đấm này vào mồm chứ không có ai mà lặn nó này nha. Sau khi ta đã lặn nắm đấm xong thấy ngon đúng không, mà bắt đầu sẽ khám phá và các xẻ tay ra ta nắm bốn mắt bảo mồm à, bốn cái sau nó múc bốn cái xong nó múc qua ngón cái so sánh giữa các ngón này ngon đúng không? Đó là cái động tác mà thì từ cái nắm đấm nó xì cái này thôi là có màu rồi đó phải không ạ? Và khám phá vào tay, khám phá tay xong rồi rảnh rỗi có việc nhà kéo chân mình ngắm tại móc cái chân lên đúng không? Sờ nhìn và là múc cho nó cái gì ra múc. Cho nên cái xúc giác phát triển của em bé rất là tốt là cái miệng này. À, mắt là chỉ để trang trí thôi. Vậy chưa? Sau tháng là một giai đoạn mà em bé biết cầm đồ vật bằng một tay, cầm một tay và có thể tập truyền từ tay này qua tay kia. À, rồi sau này thì nó càng khéo léo hơn, nó sử dụng hai cái tay nó phối hợp để tạo ra âm thanh. Ví dụ như là nó cầm hai đồ vật gõ vào nhau, à, nghe cô ha, hoặc là nó phổ tay, hoặc là một cái trò chơi yêu thích vào giai đoạn này nó là ném đồ chơi dùng ném bụp bụp vậy. Cho nên là lúc này thì chúng ta phải cái giai đoạn là 9 tháng nó bắt đầu nó rết khắp nhà, bỏ khắp nhà rồi mà cực kỳ còn ném nữa, cho nên phải di tản nồi tiêu chén đũa vậy đó, thắc thắc là ly tắc nữa là di chuyển khỏi bàn cái ngay lập tức, được chưa? Rồi các bạn thấy lớn hơn thì các bạn thấy là khoảng 1 tuổi nó sẽ bắt đầu nhặt ha, cầm thìa thì cầm bằng cái ô này rồi này, nó có loại thìa là riêng lê mấy người ta cũng khuyến cáo cho các bạn thìa thì ban đầu các bạn thấy là em bé sẽ cầm theo tư thế này, thìa là cầm thế này chứ không phải là cầm như thế này đâu nha, hoặc là cầm như thế này. Còn nếu các bạn cầm thìa như thế này là trùng rồi nè. Đấy chưa? Tại trên 1 tuổi giờ đây cái gọi trùng nha, còn trước đó là thế này. Đúng không ạ? Thế các bạn thấy các bạn thìa mình là cho em trẻ nhỏ ăn á, thì nó thiết kế là hơi bị cong vào trong hình chữ S. Ở bên đây chỉ cần đưa lên thế này, múc lên là đưa lên là đúng không ạ? Đưa ngay vào mồm rồi, là được rồi đó. À. Rồi, cái sự phát triển thứ hai đó là sự phát triển về mặt tâm lý. Thì trong cái tâm lý á, chúng ta sẽ có phát triển về mặt ngôn ngữ và tâm lý theo lứa tuổi. Ngôn ngữ là phát ra những cái âm đơn, ví dụ như là e, o, u, nguyên âm đơn. Thì khoảng cỡ 3 tháng là giai đoạn mà hóng hớt, đúng không ạ? Mở mắt ra rồi, ít ngủ đi, bắt đầu nhìn vào mặt bà mẹ, ông bố, và bắt đầu ông bố bà mẹ và nói, tại vì sao chúng ta rất là buồn cười ở chỗ này, giai đoạn nó cần giao lưu á thì chúng ta không có giao lưu, mà giai đoạn mà nó không có cần giao lưu, nó cần ngủ mà mình cứ khèo với vậy nó chuyện hoài. Với lại giai đoạn với bà ở nhà bà nội nhịn sữa 6 tháng cũng đi để làm, cứ khèo con, cứ nhìn con, tại sao con mình nó ngủ mạnh vậy, con em nó có bị bất thèm gì không, có thể loại nó có từng bước người hỏi tôi tại sao lại em con mình chỉ nó ngủ nhiều vậy, mà sao nó ngủ 20 tiếng một ngày là bình thường, phải trốn tránh cái sự thật rằng đời là bể khổ, có việc gì đang thì ngủ thôi. Tự nhiên theo cái dạy làm gì, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy các đồng thầy không dạy cái gì, ôi con của bố từng con cái ông của mày nằm chậm mong lên xong nhìn đứa con chỗ thì thang rồi sao phải đấu bố thế, chẳng biết đâu này sống hay không, nhưng ngồi đi nhận mơ không nó mắt nó cứ tập thì nó ngủ này, mà ông cứ ngủ lắm nó có nghe mà nó thay đâu, nhưng khoảng cỡ 3 tháng trở lên nha, bắt đầu nó chị mà đúng không ạ? Đang bố nghe tiếng ai mà sách nhìn cho thằng cái gì sửa xít gậy đà nó đúng không ạ? Quay ra cũng có vài cái nghe một tiếng người nào đó quen thuộc á, này ngoan không? Thì cái giai đoạn đó bắt đầu nó nói chuyện. Nhưng mà giai đoạn đó thì em bé á nó phát ra âm cùng lắm là tiếng a a a đúng không ạ? Con của tôi là có đợt đó tôi đang nuôi đẻ nhờ bà ngoại, cái canh nghe bà ngoại đi chợ, bắt đầu mình lôi nó ra che lắm. Rửa mặt, móc mồm, lơ lưỡi. Thì các bạn mà lơ lưỡi là nó không thích, cho nên nó khóc. Xong ông ngoại vừa mới
đeo khẩu trang rồi nói chuyện với con thì đứa con nó không có biết được, nó không cảm nhận được cái khẩu hình của mình sao nó lắm được, thấy chưa? Rồi đấy cái cạnh cho con câu chuyện nè ha. Rồi bắt đầu khoảng 7 tháng thì bắt đầu nó phát âm những cái tiếng như ke 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 đúng không ạ? Năm năm là mình đó là bắt trước thôi, nhưng mà nó có thể sẵn sàng gọi con cáo bằng ke ke ke. Ơn gọi ai gọi phải không ạ? Ở đây các bạn ở đây nó biết bố là gọi là ke 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 là bố không có phải. Ke 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 là chẳng phải nghe tiếng tóc quen đó. Giống con tôi á là bắt đầu nói đầu tiên cũng không phải mẹ ơi, mà nó nói hai tay vô, bởi vì hàng xóm suốt hai tay vô. Nhưng mà đó, đúng không ạ? Nhưng cái giai đoạn 7 tháng là những cái âm âm nặng ha. Rồi 8 tháng thì bắt đầu là nó sẽ thể hiện những cái âm nặng quen thuộc và bắt đầu tập nói và hiểu được đó là ai, đó là cái gì. À, ví dụ như ba ba thì nó sẽ đúng mặt ông bố của nó gọi ba ba, gọi ba đi con, rồi phải đúng với người đó thì nó mới gọi là ba. Rồi trước đó thì là chỉ là bắt trước thôi. Nên nên nghe của mình có một câu rất là hay đúng không ạ? Có con thì con nói trầm trồ trầm nghi, hoặc là trẻ lên ba thì cả nhà tập nói ha. Rồi vào khoảng cỡ 12 tháng tuổi, 1 tuổi thì trẻ sẽ bắt đầu có được những cái từ đơn và rõ, ví dụ ăn cá ha, đi chơi. Và khoảng cỡ 15 tháng là sẽ ghép được từ gồm có hai âm tiết ha, đi chơi đi ị ha, đi bô bông hoa gì đó này nọ thì khoảng cỡ 15 tháng ha. Rồi 21 tháng tức là khoảng 2 tuổi thì bắt đầu lúc này các bạn sẽ nói được nguyên một câu có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, được chưa? Và nói chuyện với con tên là gì thì nó có thể trả lời được con tên là gì đấy, đúng không ạ? Con mấy tuổi rồi, con hỏi ba con đi đâu rồi thì trẻ sẽ bắt đầu phát âm. Cho nên khi mà dạy con á, dạy con nói á, thì thông thường chúng ta nên dạy luôn thành một cái câu luôn, đó là ví dụ chúng ta thay vì nói là đây là ô tô này, đúng không ạ? Thì mình sẽ dạy luôn cho con là đây ô tô màu đỏ, đây là ô tô màu đỏ, thì ta sẽ biết luôn là đằng sau đó ta sẽ mô tả thêm một cái tính chất đặc biệt của bé vật đó nữa. Rồi khoảng 3 tuổi thì là bắt đầu em bé sẽ phát triển về ngôn ngữ rất là hoàn chỉnh. Em bé sẽ hát được một bài hát, đọc được một bài thơ ngắn, hoặc là em bé thân thông thường. Nên các bạn sẽ thấy là cái tuổi gọi là tuổi đi 3 tuổi thì các cô thường tiếp cận với các bạn nhỏ bằng hát, chọn lên bài thi mẫu giáo ấy, đúng không ạ? Đọc thơ thì thường là thơ khoảng cỡ ba tầng cho một câu thôi. Ở như con tôi đang họ dạy là con muốn trắng đậu vườn hồng ấy, cho nên là anh ta biểu diễn là đi chơi răng mẹ không thích, nhưng mà nó có biết mẹ nó như thế nào đâu, cứ đi chơi mẹ không thích. Nhưng mà em bé nó thuộc được khoảng cỡ 3 tuổi, từ 4 đến 5 tuổi trở đi thì nó không thích hát nữa, mà nó chuyển qua giai đoạn là như là tập truyện. Nó đã phát triển rồi, trí nhớ nó sẽ phát triển nhiều hơn. Tập truyện 5 tuổi thì có thể là tư duy về ngôn ngữ như đến số, nhớ được số nhà, nhớ được số di động vân vân. Vì cái giai đoạn mà phát triển trẻ bất thường về mặt tư duy thì giai đoạn này dưới 3 tuổi rất quan trọng, đúng không ạ? Chậm nói, quậy mà quậy quá cũng được, không chịu vận động như chị Thanh giáo mà chị 3 tuổi rồi mà không biết ngồi, không biết đứng, không biết bò là thật là có vấn đề, chậm phát triển tinh thần vận động rồi đó, đúng không ạ? Các bạn ngon lành thì đâu chỉ có nặng không nó được, phải ngồi, phải bò, đúng không ạ? Phải biết đi, văn văn, nhẹ. Rồi anh ta không giao tiếp thì có hai khả năng, có thể là bị tự kỷ hoặc là bị tiếc nha. Cho nên là nếu như em bé chậm nói thì mình sẽ phải học kiểm tra để coi nó có bị tiếc hay không. Rồi sau đó thì mình phải coi thử cái biết nếu như nó vẫn phát âm được khi mình thích hợp, đúng không ạ? Cái là nó vẫn nói rải rải nhưng chẳng qua tâm lý nó không thích nói thôi, thì lúc này mình có thể xem lại là cái mối nhung đứa trẻ đó có nhu cầu để nói hay không. Thông thường là nó không có nhu cầu nói với bố mẹ hoặc là nói với lại những cái người quen đâu, tại vì nó chỉ cần e một phát thôi. Có nhiều đứa quyền lực đến mức chỉ cần biết một phát là bố mẹ nó sẽ hành động như thế nào,
đó, phục vụ nó luôn, thì nó không cần phải nói nữa. Như vậy thì nó sẽ phải tìm những cái đối tượng cần thiết với đối tượng để giao lưu, đúng không ạ? Vậy bước đầu tiên là phải cho nó đi nhà chị. Đó, 3 tuổi mà vẫn còn nhỏ ở nhà mà không ok thì đi giao lưu càng sớm càng tốt. Con tôi 8 tháng là được ra xã hội rồi, nếu sau là 8 tháng là được đi trẻ rồi, nó già chát chúa, già không bình thường. Rồi cái loại thứ hai là tự kỷ, đúng không ạ? Bất thường thần kinh thật sự nha. Thế đừng có thấy là em ít nói là chuẩn đoán nó tự kỷ ngay là không được. Loại thứ hai là quá nịnh, nịnh nhưng chưa bao giờ được nịnh. Thì trong quá trình phòng nịnh nó chia làm hai loại. Một là những đứa trẻ tăng động, chúng ta có thể gọi là tăng động giảm chú ý đó. Là cái thành phần mà cô giảng gì trên lớp không biết, nhưng mà hàng xóm có cái xe cứu hỏa đi ngang qua là nó biết đấy. Đó. Rồi bên hàng xóm là con đứa nào đánh nhau hoặc cái chuyện gì mà nó phọt ra đầu tiên đó, và bà đánh đó. Nhưng mà rất nhiều em bé bị bệnh này, bệnh tăng động nhạc chứng nhật, nó không ngồi yên được, nó phải vận động, nó bắt cứ cơ thể nó phải vận động, cái sự tập trung rất là ngắn. Cho nên là thông thường đi học đó là thuộc dạng là bị bệnh và bị bố mẹ phàn nàn, người cô giáo phàn nàn nhiều nhất. Rất nhiều em bé bị đánh hoang vì không biết được rằng nó có thể bị mắc cái bệnh này thì có thể chữa được ha, chữa được rồi. Nhưng mà cũng có cái loại thứ hai của mình, nhưng mà nó được có mục đích thì gọi là những đứa trẻ hiếu động. Hiếu động nghĩa là khi mà mình nói nó vẫn nghe, vẫn phối hợp, cho nên đặt qua là cái sự tò mò của nó khá là nhiều mà thôi, thì cũng phải phân biệt là đứa nào là hiếu động thì đứa nào là tăng động ha. Rồi chậm nói ha, thì có thể là giao tiếp giao lưu phải tập cùng với bé. Có thể là giao bất thường là làm bẩm sinh ha, biết hoặc là bị các cái bệnh tật về gen. Rồi chúng ta sẽ chú ý một cái đoạn nữa trong cái phần sự phát triển tâm lý này, đó là sự phân kỳ theo lứa tuổi. Thì mỗi một cái lứa tuổi nó có những cái tâm lý riêng và nó có nhu cầu giao lưu riêng khác nhau. Thì trong ở trẻ em á, thì chúng ta sẽ có khá là nhiều các cái phần về tâm lý, ví dụ như tuổi bé bồng. Tuổi bé bồng là cái giai đoạn nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái người chăm sóc, cho nên là trẻ thì nó sẽ thể hiện cái nhu cầu của nó qua tiếng khóc. Nó khóc để nó biết rằng là nó đau. Nên chăm sóc trẻ nhỏ, trẻ mà vừa nhi á, thì khi mà đứa trẻ nó khóc thì có một trong các cái nguyên nhân thôi. Một là nó đau hết, hai là nó bị đau, ba là nó bị ướt bị lạnh, bốn là nó làm nũng. Để giải quyết ba nhu cầu kia thì coi chừng nó có thể là làm nũng ha. Nhu cầu được ôm khóc, nhu cầu được ru khóc. Và khi mà giải quyết ba nhu cầu cơ bản thì mình sẽ xem xét trong cái việc mà chiều nó được đến đâu để chúng ta lùi. Có nhiều người chúng ta là lùi hơi lâu á, tức là em bé nó có nhu cầu được ru. Nói là chúng ta bắt đầu rất hạnh phúc, tại vì sao ôm cái cục đó nó chỉ khoảng cỡ 3 kg các bạn. Nhưng các bạn cứ nghĩ thử xem, sau một năm cục đó nó nở lên khoảng cỡ 10 kg. Mà ôm ngày ôm lên, tôi bị trầm cảm sau sinh. Cái đứa đầu thì không sao, và em bé đầu nó ổn hoàn. Nhưng cái đứa sau của tôi á, mà các bạn biết, tháng đầu, sau khi tôi cúng đầy tháng xong là bắt đầu nó dở quậy, mà nó khóc, nghĩa là không có phải là khóc đâu, mà nó đặt xuống không chịu ngủ, chỉ có ngủ thêm 10 thì mới ngủ thôi. Và ban đêm đặc biệt, ban đêm không chịu nằm yên luôn, nghĩa là ban đêm là phải bế đi quanh nhà. Tôi nghe là các bạn biết là 10 giờ đêm là khi mà mọi người lên giường ngủ rồi, mình như một con điên tóc rũ rượi ôm con đi quanh căn nhà cho đến 4 giờ sáng, không ngồi xuống một cái là đi. Ôm cái trên người thì nó ngủ, nó đặt xuống cái là nó ngồi xuống hết sức để ngồi xuống, thiếu nhiều cái động tác xỉu quắc trong người đó, cong vào lưng. Và bạn biết tôi đã từng đem lên cầu thang và tôi có ý nghĩ rằng nhín nó xuống đi, các bạn biết nó kinh khủng. Và bao nhiêu bà mẹ và có những cái hành động tự hại con mình như thế. Và các bạn biết thật, bây giờ cái tỷ lệ nó nhiều lắm luôn đấy. Vì sao? Bởi vì không có ông bà hỗ trợ, đúng không ạ? Không có cái người chồng bên cạnh động viên, lúc đó mình rất là
nhiều bạn mà tại sao người phụ nữ sinh mà phải về nhà mẹ đẻ mà không đẻ ở nhà chồng, bởi vì không dám nhờ bố mẹ chồng, ngại mà nhờ chồng á. Thì nhiều bà mẹ chồng nói là chồng con nó đi làm mệt rồi, để cho nó ngủ, để mẹ qua mẹ chăm con cho con nha. Xong bà mẹ nói là rồi ngủ luôn. Các bạn thấy kinh khủng không? Người ta có xu hướng kinh khủng lắm. Cho nên là cái tiếng khóc của trẻ, nhất là vào giữa ban đêm, nó có thể là một cái báo động nguy hiểm. Khi mà bà mẹ có cái tác động đau đớn gì đó cho đứa bé, đúng không ạ? Rồi cái tuổi biết đi, giai đoạn biết đi thì nó khám phá xung quanh, cái chu vụ này nó lóc chỗ kia thì rất là nguy hiểm. Ở chỗ khả năng thứ hai là chúng ta đang nói khả năng thứ nhất đó là gì, các bạn biết không? Nó đồng hướng lại cho mình nói với trẻ con, nó có một cái bản năng đó là chinh phục đỉnh cao, đúng không? Bản năng thứ hai là chinh phục các loại lỗ, lỗ não của mình. Bạn ý không ạ? Nó sẽ khám phá các cái lỗ cửa sổ, lỗ này kia, nó nhìn vô, đúng không ạ? Nó coi, nó nghĩa, nghĩa xong nó lấy tay nó chọt vô, chọt không được nó kiếm cây nó chọt tiếp, đúng không? Móc lỗ kiếm, móc lỗ, và kể cả các cái lỗ trên cơ thể. Nó nhét, tôi từng gặp một em bé nhét đậu xanh đầy một mũi, cháu ruột của tôi trong nhà. Nó nhét một cái hộp men vào trong cái mũi, mũi nó là cái mũi cái dân keo á, keo gì mà keo á, nghĩa là không kín gió, gió không kín được. Và nó chui vào cái hộp men vào mũi. 10 giờ đêm bố nó gọi cho con, bà bê bảo em ở nhà, con đang ăn, à con của anh bị nó kêu nó nhét cái hộp men vào, nó đau hết cái mặt, nó không có khóc. Họ nói nó kêu nó nhét hộp men vào làm sao? 10 giờ đêm, các bạn biết tôi phải gọi điện thoại cho một cái anh bác sĩ tai mũi họng người quen. Và lúc đó là tư là đóng cửa mà bố nó không chịu thang với bệnh viện à, phải gọi điện thoại và bạn không đi được bên thì đó rồi ok gọi rồi đó à, bác sĩ thì cắt hộp men mà cũng không tin nha, mình bị có cái mũi nó keo thế là tôi biết được cái hộp men và đang chui rồi làm sao người anh lên đây cũng muốn đứa cháu nhét thẳng một cái hộp đậu đen vào trong cái đầu chi của nó đãi không được sưng lên khắp đó. Nghĩa là cái lỗ này nó mình cửa bất được hết á. Không, cái lỗ này nó mất cửa bất được đâu mấy bạn ơi. Ghê thật. Có cái giai đoạn này đầu tiên nói nè. Biết nói mấy đầu bắt chước nói đúng không? Khi ta đã nói thành thạo, ta thể hiện bản thân, suy diễn. Ví dụ như cái con ý nhà tôi là nó hàng xóm thân thiện của mình. Mà bây giờ nó chưa ra nói chung cái gì của nó là phải thông qua phòng ngoại truyền đạt. Nó đi quảng trường, nó nói với vợ nó là vợ ba ơi, em thích cái quả bóng đó, em thích cái hình của con mèo đó. Thế nó không có chỉ là vợ ba mua cho em, mà nó chỉ nói là em thích hơn con sự mỏng đó. Mà mua thì không là, đúng không? Vợ ba thương thì mua, không có thương thì nó mua một tí thôi. Mà nó nói kiểu đó, nó bằng ba lần, ai chịu nổi. Thế là vợ mất tiền thì mua. Sao nó bảo là trời em thèm nước miếng ghê không? Thế là vợ với bạn đi mua nước miếng. Xong rồi sắp hàng như thế này, ông ngoại là ôi nước miếng ở đâu vậy con, thế cho ông ngoại đi. Có nhiều đâu mà mời. Ba tuổi. Tôi đi qua ông ngoại thì bạn phải tại sao không ra nó. Không phải là một câu chuyện quà quà, đúng không? Cái đó là một cái hành động ích kỷ và không có hiếu thảo. Và tại sao bố không ra nó? Ông ngoại thì bảo chỗ nó phát triển ngôn ngữ như thế này thì nó già không, đúng không ạ? Cái đó là hư. Mà mình tiếp tục chiều là nó hư qua hết trời qua đất luôn mà không có được đâu. Nó phải dạy đấy. Và chính những cái gọi là nói không được khéo, đúng không ạ? Nó khéo không? Dạ trang chú nó khéo vào sừng. Đó, em thích cái này cái tối đầu đâu, đúng không? Cho không là quyền của người khác mà. Em thích hơn cho em buồn đi xíu thôi. Nhưng mà cái đằng sau là có nhân đâu mà mời á là nó hư đấy, đúng không? Hư đấy, phải sửa đấy. Và các bạn biết cái khủng hoảng tuổi lên ba, một cái giai đoạn mà các bạn mẹ nghe sẽ chỉ nói cái gì là nó nâng không không ra không, đúng không ạ? Bảo nó đi đâu thì nó lại lên tay, bảo nó vào nhà đi nó
con đưa về buổi sáng là mặc đồ mua xong xuôi rồi đi học đi con, đúng không? Mọi ngày mặc đẹp chồng dậy sớm, đánh răng, thay đồ để đẹp thì phải là rất đẹp, rất ngoan, nên siêu vui vẻ. Ngày không đẹp trời, bảo nó dậy đi đánh răng, đi nó nghèo, nó đi ra cô đi mặc áo được, đi nó ngồi chưa xong, bảo nó gọi điện đi không. Ngồi yên trên giường vậy đó. Bắt nó thì nó khóc, đúng không ạ? Tóm vô, nhiều khi đánh nhau buổi sáng, xong rồi mặc đồ vô xong. Rồi hết, rồi hết, đúng không? Rồi do ngồi đánh bàn, đợi lên chiến đấu với cái cô. Mà bạn biết cái khủng đó, cái gọi cái khủng hoảng của giai đoạn này, đúng không ạ? Không nói chuyện công an, không có gửi đây. Bởi vì chúng ta thấy là nhiều khi nhiều đứa ngoan là bởi vì bố mẹ nó áp chế nó. Ngoan là không phải là ngoan đâu, mà là nó bị khờ luôn. Đúng nha. Và nếu như nói về mặt tâm lý thì tôi vẫn thích cái đứa sau của tôi hơn, bởi vì nó thể hiện cái tôi khá là rõ. Được cái sai thì mình sẽ chửi lần, còn cái bạn đầu của mình thì bởi vì mình sống với lại gia đình chồng và mình ở gần chồng nữa, nên chồng nó bị ảnh hưởng bởi hai nguồn tâm lý. Bởi đây chồng tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi đi chỗ khác làm việc rồi, nên mình ông dạy con mình kiểu gì thì dạy, nhưng mà mình đang bị cướp mất con thành ra của mình vậy đó, đúng không ạ? Nhưng mà cái vấn đề là tâm lý đó thì nó khá là ổn. Và cái giai đoạn này thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái ví dụ, đúng không ạ? Trẻ đòi hỏi, và người ta nói là bạn gì? Vì sao mà bạn cho đồ ăn nó có đồ như vậy, nó vẫn thích cướp đồ của trẻ khác, vẫn đòi đòi giống, đúng không ạ? Và có phải đứa trẻ của bạn thương không? Không phải, mà bạn không cho đứa trẻ có quyền lựa chọn. Các bạn biết là rất nhiều kinh nghiệm nuôi con thì có một cái bài học mà rất là buồn cười, đó là buổi sáng rất nhiều bà mẹ bảo là con em á mặc đồ buồn cười ở trên đông dưới hè, đúng không ạ? Trời thì bạn gần chết, mặc con xanh chỉ thích mặc áo đó thôi, đồ mới không mặc, chỉ thích mặc đồ cũ đó thôi, chẳng hạn vân vân. Buổi sáng là nó lựa quần này áo kia, nó bơi cả một cái tủ quần áo, tốn thời gian chọn lựa quần áo. Bảo vậy thì em đổi lại đi, em lấy hai bộ đồ thôi, lấy ra hai bộ sẵn sẵn và hỏi nó là bây giờ con mặc áo nào, để lấy một trong hai cái, con mặc quần nào đó, nó sẽ phát sinh ra theo kiểu của nó và nó đẹp theo kiểu của nó. Đừng có phải là mình đẹp theo kiểu của mình, vì mình muốn nó đẹp theo kiểu của mình mới tốn thời gian thôi, và cho em cái lựa chọn. Và chính cái thói quen lựa chọn đó thì sau này các bạn sẽ học được cách lựa chọn, đúng không ạ? Lựa chọn là sao cho tốt nhất đối với các bạn. Rồi rất là nhiều chuyện dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, đúng không? Bây giờ mình đổi lại dạy chồng từ thuở bơ xưa mới về để cho nó bớt bán đi chẳng hạn đó. Rồi đến tuổi hồi giáo thì lúc này các bạn thấy rằng là trẻ đã có rất là nhiều các cái tính khôn rồi, đúng không ạ? Trí khôn rồi, trí tuệ rồi, và nó biết được rằng là ngoài cái mối quan hệ với gia đình thì trẻ sẽ có quan hệ với bạn bè, quan hệ với thầy cô, nó sẽ quý cô này hơn, ghét cô kia hơn chẳng hạn, hoặc là nó có những cái nhóm bạn chơi thân chẳng hạn, đúng không ạ? Thích chơi với bạn này nhưng không thích chơi với bạn khác, rất là nhiều thứ. Và trẻ sẽ bắt đầu gọi là làm quen với xã hội, một cái môi trường mới, một cái xã hội mới, và bắt buộc trẻ phải thích ứng từng bước một, không thể nào quăng con vào một cái môi trường đại học nếu như con trước đó không được tiếp xúc với những người khác, đúng không ạ? Tại sao có những bạn vào lớp, tại sao bạn quen được rất là nhanh, tại sao người ta gọi là vào một cái tự nhiên tất cả mọi bạn đều tôn nó lên và nghe lời nó, không phải nó là một cái người mà có số phận là lãnh đạo người khác. Nhưng bởi vì cái tư duy của nó, cái cách làm việc của nó, cái cách chia sẻ của nó, và nó có khả năng thuyết phục được đám đông của nó tốt. Nên các bạn thấy rằng là chúng ta lên án rất là nhiều trong cái chuyện này, môi trường giáo dục thay đổi như thế này, ABCD, nhưng chúng ta phải biết rằng nó có lợi cho sự phát triển của trẻ, và các em cũng được đang là nạn nhân của cái chuyện là phát triển cộng đồng. Em không có biết cái con nét với nhau, bây giờ em phải bắt buộc phải con nét với nhau, phải phối hợp làm việc nhóm, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, đúng không? Trẻ con đang được giáo dục lại như thế đấy. Và đồng thời
thì trẻ con có bị tổn thương không? Có. À, chúng ta ngày xưa thì cùng lắm bắt nạt một lời nói, đúng không ạ? Đứa nào quậy quậy lắm thì có đánh lén với trong nữa cũng chỉ có bắt nạt một xíu thôi. Nhưng bây giờ chúng ta có những câu chuyện trên mạng là bắt nạt tập thể, đánh bạo hành trong lớp, bạo lực học đường, giáo viên bạo lực là một, bạn bè bạo lực là hai, sự nghi ngờ, sự xa lánh, sự cô lập của các bạn cũng gây nên những cái tổn thương cho đứa trẻ, và có thể là bị dụ dỗ, bị rất là nhiều các cái bạo lực, từ cái tội phạm ngay từ trong môi trường học tập của mình. Ngay từ mẫu giáo đã có chuyện bạo hành rồi, ngay từ mẫu giáo đã có chuyện bắt nạt rồi, con của mình đi nhà trẻ thì một ngày đẹp trời về phát hiện trên body của nó hai dấu răng, một dấu cạo, cái mặt nó sẽ bùng phát bởi vì một cô bé mới vàng rất là đồng đấu cào một phát hở cái cào ha. Rồi hai dấu răng là bởi vì sao? Dành đồ chơi qua lại, dành đồ chơi qua lại thì các bạn đấy, khi mà tôi trao đổi với một giáo viên về tâm lý thì cô đó mới nói là nếu như cơ thể của con mình không có một cái vết thương nào hết thì có hai loại khả năng: một, nó chạy chơi với thằng nào trong lớp cả, nghĩa là nó tự co những mình; hai, nó là chạy em trong lớp, không phải là đứng lạnh nữa, đang là trùng. Còn cái loại mà về nhà á mà cơ thể nó có vết cào, nghĩa là nó đang đánh nhau với một đứa yếu hơn. Còn trên cơ thể nó mà có vết cắn, nghĩa là nó đang đánh nhau với một đứa có sức mạnh tương đương như nó, body tương đương như nó, đúng không? Không phải con đâu, nên chúng ta là phụ huynh của con đầu lắm, đúng không ạ? Sao con nhiều thứ chứ, con sức mạnh sức mũi đi của con đâu chứ, nhưng mà mình phải biết rằng là đó là con mình đang giao lưu với con người khác. Đúng không ạ? Rồi, khi trẻ lớn lên thì có nhiều việc phức tạp hơn nữa, như là chuyện quan hệ, ăn cơm trước kiện, đúng không ạ? Có thai ngoài ý muốn, tình yêu, con tôi đấy, lớp 1 có mối tình. Mối tình đầu xảy ra vào lúc 2 tuổi, khi đang đi nhà trẻ, con bé đó, tôi vẫn còn nhớ tên của nó là Ngọc đấy. Và thể hiện rất rõ ràng yêu bạn, cho nên là mang đồ ăn lên thì chỉ chia cho bạn đó thôi, và bạn tôi lại cho bạn đồ ăn thì bạn phải trả giá, tại cho tôi đi học bài đi ở nhỏ ra hung. Thank you.
Và thông điệp của tôi trong bài này đó là gì ạ? Không một đứa trẻ nào không học tập được cả, đúng không ạ? Nghĩa là gì? Phải tìm được cái cách thích hợp. Và cái người đầu tiên đó các bạn, đó là gì? Phát hiện bất thường của đứa trẻ đó. Và có những bệnh chúng ta chữa được bằng thuốc, nhưng cũng có những bệnh chúng ta không chữa được bằng thuốc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chữa bằng phương pháp tâm lý, được chưa? Chúng ta đừng nói là bệnh này chúng tôi không chữa được đâu. Đó là tương đương với câu này, chúng tôi đã cố hết sức để không nguy hiểm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thay đổi cái lời nói của mình đối với phụ huynh ha. Đó là những cái phần của cái bài này rất là dài. Vô 4 giờ rưỡi rồi. Bạn nào có nhu cầu đi vệ sinh thì tranh thủ nhé. Tôi sẽ chạy luôn cả bài kia để chúng ta chạy luôn ha.